Lại là một ngày lao động hăng say. Mình sẽ không để ai vào lớp. Đứng yên ở đó. Cô biết tôi là ai chứ? Cứ chờ đấy, tôi sẽ mách bố tôi. Ông ấy sẽ không vui đâu. Được rồi. Thank you. Chỉ là thân lẻ thôi, chẳng thèm nhạt đâu. Vợ nhà giàu. Cái chị bảo vệ kia nhìn dữ quá. Chị ấy làm mình thấy sợ quá. Ok, đi nào, mình làm được mà. Cứ tỏ ra thật tự nhiên. Đứng im. Cái đó có an toàn không? Mình biết nó sẽ làm như vậy mà. Không, em không được vào. Ra khỏi đây đi, em nghèo. Chị tôi cần phải tỏ ra xấu tính như vậy. Dữ quái. Đau quá đi mất. Mình đã ngã xuống cái gì? Hả? Đó là kim cương à? Wow, đúng là kim cương mà ơi. Có thấy em có gì khác không? Kiểu như lấp lánh chói lóa. Vậy em được vào trong chưa? Chị sẽ để máy quét quyết định. Mình có linh cảm tốt về chuyện này. Hả? Nói hiện là giàu. Chẳng hiểu gì cả. Nhưng máy quét không nói dối, xin mời vào. Thật à, ý em là hiển nhiên mà. Mình sẽ sắp xếp sách vở trước. Lấy sách giáo khoa nè. Không biết hôm nay sẽ học gì nhỉ? Mong là bài học sẽ thú vị. Ừ, tốt, vừa kịp lúc. Máy bay phải dừng lại để tiếp nhiên liệu. Chúng ta có thể bắt đầu chưa? Tớ đã đặt chỗ ở nhà hàng rồi. Wow, nhìn cuốn sổ tay đó kìa. Tớ biết, nó thực sự rất đặc biệt. Nhưng cậu chưa thấy hết đâu. Không, không thể nào. Xem điện thoại nè. Tớ không thể tin nổi vào mắt mình. Tớ muốn chạm vào nó. Thôi không, đừng mơ. Rất ngầu phải không nào? Tớ đang cảm thấy khoái hình cupcake. Tớ sẽ dán nó vào sổ tay. Tuyệt vời không mà trời. Ghen tị cũng là lẽ thường. Sổ tay của mình thật đơn điệu. Mình chẳng bao giờ có đồ đẹp. Cuộc đời thật bất công. Mà chờ một chút. Mình đã nghĩ ra rồi. Đầu tiên, mình sẽ cắt những hình này ra. Chỉ nhìn thôi đã thấy đói bụng. Ok, đó là hình cuối cùng. Mình vẫn còn nhiều việc cần làm. Lẽ ra mình phải làm theo công thức chứ. Chào con nào. Cứ kệ tôi. Tôi chỉ cần đúng một thứ thôi. À ha, đây chính là thứ mình đang tìm. Không, không phải bánh sừng bò. Mình cần tờ giấy nướng này. Thật khẽ khàng thôi. Không thể để đồ bếp thấy mình. Một vụ trộm hoàn hảo. Chỉ còn một xíu nữa thôi. Mình đã cắt giấy nướng thành các hình vuông. Sau đó mình sẽ đặt các hình vẽ lên. Rồi dán lại bằng băng dính. Dán cho thật mịn nha. Còn nếp nhăn sẽ xấu lắm. Bây giờ mình cắt chúng ra. Cứ từ từ thôi. Mình cần cắt đúng theo đường viền. Ok đấy. Bây giờ mình có thể bóc giấy nướng ra và dán hình vào cuốn sổ tay. Xinh quá đi. Và làm tương tự với phần còn lại. Wow, chưa gì đã thấy đẹp hơn hẳn. Không thể quên lát pizza này. Ê, Alex, cậu nhìn cái này đi. Hả? Các màu sắc và hình ảnh. Wow, đẹp thật đấy. Tớ đã hy vọng cậu sẽ nói thế. Cái gì thế này? Chào, cho tôi một bát. Cái đó. Mất công đi học để làm ở đây. Nhưng còn chẳng biết nó là cái gì. Tôi gọi nó là đồ màu xanh. Của em đây. Thứ này có hơi nhất. Đợi xíu. Tớ thăng thả. Sao không rơi ra vậy? Ai cần bát cơ chứ? Được rồi. Chúc ngon miệng. Ôi trời đất. Đồ ăn miễn phí. Còn lâu mình mới ăn thứ đó. Mình sẽ đặt riêng. Chúc ngon quá. Mấy cục này còn đậm vị hơn. Ngon ghê. Háo hức quá. Thế ghê quá đi. Sao cậu ấy có thể ăn chứ? Quản gia. À, chuẩn không cần chỉnh. Cảm ơn quản gia. Tôi chỉ thích những thứ đắt đỏ. Và chẳng có gì ngon hơn sushi tươi. Nhìn hấp dẫn quá. Chưa gì đã chảy nước miếng. Khoan, tiếng vo vẻ ở đâu vậy? Có con ruồi. Và nó đậu trên sushi. Làm gì bây giờ? Hỏng mất rồi. Muốn nói quá má ơi. Có gì to tát đâu. Chỉ là một con ruồi. Ê Alex, cậu cho tớ nhé. Cứ tự nhiên. Mong là cậu sẽ ổn hơn. Biến đi ruồi. Xịn đấy. Ngon tuyệt của mèo. Không thể tin được họ bắt mình ngồi trên sàn. Thế này khó vẽ quá. Hả? Có con mưa tiền à? Có chuyện gì vậy trời? Xong rồi họ tặng cho tớ kim cương. Một viên, có tưởng tượng nổi không? Lớp học sắp bắt đầu. Vừa đúng lúc. Tớ vào học đây. Nói chuyện sau nha. Em định đi đâu thế à? Đứng đó đã. Có vấn đề gì ạ? Để cô kiểm tra cái đã. Em không có thời gian đâu. Đúng như cô nghĩ. Em không mặc áo sơ mi.
cứ chờ đấy mà xem. Bố ơi, gửi trực thăng cho con ngay. Có chuyện gì thế này? Có bão các em ơi, mau nấp đi. Ồ, giao hàng đặc biệt dành riêng cho mình, cảm ơn nhé. Đúng thứ mình đang cần. Mặc áo vào thôi. Thế này là được rồi. Và sơ vin vào. Phải thật bảnh bao. Lúc nào cũng vậy. Làm lại nào. Bây giờ em được vào lớp chưa? Chờ xíu. Có tiến bộ. Em đã đáp ứng yêu cầu. Xin lỗi vì sự bất tiện này. Em cảm ơn. Mình sẽ phải làm gì chứ? Hay là mình giấu áo phông đi? Đứng lại đó, để cô kiểm tra trang phục. Đừng có lắc lư nữa. Em thích chai này. Dừng lại. Đủ rồi. Ta-da. Hay lắm. Nhưng em chỉ muốn vào lớp thôi ạ. Khoan, mình đã có một ý tưởng. Mình sẽ cắt một đoạn giấy như này. Sau đó, mình sẽ quấn nó quanh cổ. Tạo thành chiếc cổ áo dễ thương. Đi thôi nào. Wow, ấn tượng đấy. Chưa từng thấy cổ áo đẹp như vậy. Em vào đi. Dạ. Nhìn lên này Alex, rất phong cách đúng không? Tớ thích lụa ý hơn là giấy. Nhưng tớ tự tạo ra quy tắc. Tớ sẽ không đeo cổ áo đâu. Thứ này chỉ là rác. Nghiêm túc đấy hả? Mình sẽ lấy tờ giấy để ghi bài. Mình quên sờ mất. Thôi có gì dùng nấy vậy. Vừa thời trang vừa thực tế. Áo của cậu sai làm được ha. Khó dã man. Hôm nay nhiều kiến thức quá. Chuẩn không cần chỉnh. Tôi chẳng hiểu một tê gì cả. Cứ như mấy tờ giấy lộn. Chỗ nào cũng có giấy chép bài. Mình phải sắp xếp lại gọn gàng hơn. Chẳng biết bao giờ mới xong nữa. Cậu làm thủ công thế à? Tớ sẽ dùng cái này. Hả? Cái gì đấy? Hả? Cậu nhìn nhé. Tớ sẽ đặt giấy vào đây. Sau đó, xoay cái tay cầm. Nó sẽ cắt giấy ra. Rất nhanh chóng và dễ dàng. Wow! Tuyệt vời hơn mặt trời. Ước gì tớ có máy cắt giấy. Hả? Biết rồi, tớ có máy cắt giấy của riêng mình. Chẳng khác nào máy của cậu. Thấy đã quá. Xong rồi. Nhưng nó không dọn bàn cho mình. Vẫn còn một núi giấy đây này. Bài báo này thật thú vị. Wow, có người để trên chai nước ngọt. Hình như ở trong vẫn còn một ít. Mình đang mơ hay sao? Mình sẽ thưởng thức tứ giật cuối cùng. Oh yeah, đã quá vào con ơi. Hài dã man con ngan. Quá trời xin ếch. Không thể vừa ăn vừa cầm điện thoại được. Mình sẽ đặt điện thoại ở đây. Ôi trời. Cần tớ giúp gì không? Không sao, tớ tự lo được. Cậu có chắc không đấy? Đúng là bó tay chấm com. Tớ đã có cách rồi. Tớ sẽ đầm mạnh vào giữa cái lồng. Thử đi. Wow, hay thật đấy. Hoàn hảo luôn. Cậu đúng là thiên tài. Ăn không? Trò này đỉnh của chóp. Mê mẩn luôn. À, đúng thứ mình đang tìm rồi nè. Úi, làm rơi cỏ vẽ. Để tớ lấy. Không sao đâu. Ow. Kiểu gì cũng u một cục cho coi. Xin lỗi. Và cảm ơn. Ôi không, nước chảy khắp mọi nơi. Ướt hết giấy mất rồi. Tại sao điều này lại xảy ra với tớ chứ? Bực mình quá đi mất. Chờ xíu, tớ có một ý tưởng. Tớ sẽ nhỏ một ít mực lên giấy. Nước sẽ làm cho mực xoáy. Ok là. Nhỏ thêm vài giọt nữa. Wow, thật hoàn hảo. Giống như đầu của hai người. Nó làm mình nhớ đến một thứ. Cậu thấy thế nào, Essie? Wow, nó đẹp quá đi mất. Cậu tự vẽ đó à? Còn một điều nữa. Tớ đã mong cậu sẽ nói thế. Cả lớp, chú ý nào, các em hãy vẽ một con unicorn. Hả? Wow, hãy nhìn kìa. Chỉ muốn bắt tay vào việc ngay. Bức tranh này chắc chắn sẽ rất đẹp. Mình thích unicorn. Và đây sẽ là tác phẩm đẹp nhất của đất. Nó sẽ là kiệt tác. Đó, xong rồi. Cậu thấy thế nào? Hả? Thì cũng tạm. Của tôi đẹp hơn nè. Sao cậu vẽ đẹp thế? Y như họa sĩ chuyên nghiệp. Unicorn của mình xấu mù. Mình cần làm gì đó? Mình có một ý tưởng. Mình sẽ chụp một bức ảnh. Mình thật là lén lút. Còn một việc nữa cần làm. Phải thật nhanh mới được. Nope. Bố ơi bố. Unicorn thật đáng yêu. Bố vẽ cho con đi. Thật à, không thành vấn đề. Bố sẽ cần con ngựa đồ chơi này. Bố sẽ đặt nó lên giấy rồi vẽ xung quanh nó. Bố có biết mình đang làm gì không? Tin bố đi, đây không phải là lần đầu tiên. Con xem nè, một chú unicorn tuyệt diệu. Nhìn nó chẳng giống ảnh chút nào. Con thấy xấu lắm ạ. Ai cũng là phê bình, nhưng bố sửa được. Đợi bố một xíu thôi nha. Nó cần thêm màu sắc. Ta-da,
một chú unicorn hoành tráng. Mình có đang nhìn vào cùng một thứ không? Đây là unicorn, còn đó là sự xúc phạm đối với tự nhiên. Bố thấy cũng đẹp mà. Để bố suy nghĩ xem. Chắc chắn phải có cách xử lý chuyện này. Đợi chút, biết rồi nè. Ok đấy, bố sẽ lấy ra tấm kính của bức ảnh. Ok con dê, cần không gian tối. Bắt đầu thôi. Phóng to hình con ngựa nè. Bố sẽ dán kẹo cao su vào cạnh bên của điện thoại. Sau đó, dựng đứng như này. Bố sẽ gắn tấm kính theo góc này. Có vẻ ổn rồi đấy, nó sẽ chiếu hình con unicorn lên giấy. Sau đó bố sẽ vẽ quanh nó. Thật dễ dàng, chỉ cần tô theo các đường có sẵn. Cứ thong thả thôi, cẩn tắc vô ai nấy mà. Sau khi có hình cơ bản, bố sẽ tô màu. Wow, tuyệt vời mà trời. SC sẽ thích mê cho coi. Bố sẽ tô màu cái đồ bằng bút màu hồng, rồi bút màu nhạt hơn, tạo nên hiệu ứng đổ bóng. Vậy là xong rồi, bỏ tấm kính ra nè. Wow, đẹp quá đến mất. Con cảm ơn. Việc của bố mà. Con quay lại lớp học đây, không thể để ai nhìn thấy mình. Phiu, thành công rồi. Em vẽ xong rồi ạ. Wow, tranh của em đẹp lắm, trông y hệt như bản gốc. Wow, cậu đúng là họa sĩ EC. Chẳng không cần chỉnh. Mọi người ơi, chúng ta cần phải sáng tạo, vẽ thôi. Mình sẽ bóp sơn đầy lên giấy. Wow, màu này tươi ghê. Mình sẽ dưới lên như này. Không sao đâu, mình biết mình đang làm gì mà. Bây giờ mình sẽ dùng điện thoại chụp ảnh. Oh yeah, chuẩn luôn. Đăng lên mạng. Wow, mọi người tương tác ngay nè. Không thích hả? Cứ tưởng mọi người sẽ yêu thích tranh của mình. Con người thật tàn nhẫn. Nó thuộc về thùng rác. Cái gì vậy? Wow, ố lạ lạ. Hôm nay mình hên ghê. Các màu sắc thật tươi sáng. Họa tiết khiến lòng mình gợn sóng. Nhưng nó chưa hoàn thiện. Và mình sẽ hoàn thiện nó. Đâu rồi ta? Không, không cần cái này. Có gì dưới này nhỉ? Một thỏi vàng, rác rưởi. Xin chào. Mình sẽ giữ lại dùng sau. Chờ chút, đây là thứ mình đang tìm kiếm. Mình sẽ phun nước lên bức tranh. Nước sẽ làm lỏng sơn. Phải phun cho ướt nhẹp luôn. Mình muốn các màu sắc hòa quyện và xoáy tròn như này nè. Mình phải đi đổ rác thôi. Cái quái. Đẹp hơn nhiều rồi. Cô là ai? Tôi muốn thêm nó vào bộ sưu tập của nhà mình. Tôi sẵn sàng trả một cục. Ok con gì? Rất vui được trao đổi với cô. Nhưng tranh của mình mà. Kệ cậu ta đi. Wow, dồ to rồi. Mình muốn lấy bình xịt kia. Thật khẽ khàng và nhẹ nhàng. Gần được rồi. Ơi đấy. Tôi sẽ vẽ con khỉ mà. Suýt thì lộ. Cuối cùng mình sẽ trở thành họa sĩ. Lượn đấy nha. Mình sẽ sơn bằng màu tím. Ôi, quên mất của rác. Rất thú vị. Chẳng hiểu mình đang làm gì nữa. Nhưng mình đã thấy họa sĩ làm như vậy. Trông rất ngầu. Ok, mình đã sẵn sàng. Đã đến lúc tạo nên một kiệt tác. Mình chỉ cần suy nghĩ như một bông hoa. Mình là một bông hoa. Nghe hơi kỳ cục. Thật là tồi tệ. Kinh khủng. Đúng vậy. Nó thật kỳ vĩ. Mẹ thiên nhiên sẽ rất tự hào. Mình đang nói nhảm gì chứ. Mình sẽ chẳng bao giờ trở thành họa sĩ. Bó tay rồi. Alex, cậu có trong đó không? Sao lại lộn xộn thế này? Giấy vương vãi khắp nơi. Chẳng hiểu sao mình buồn lòng thế. Ai mà nghĩ nó sẽ khó đến mức ấy. Hả? Hả? Có chuyện gì? Tôi đã cố gắng vẽ, nhưng nó là một thảm họa. Wow, làm gì mà thiểu não vậy? Làm tớ mắc cười ghê. Có gì buồn cười thế? Đưa cho tớ. Hả? Ê, của tớ mà. Lúc buồn tớ luôn ăn nhiều. Eo ơi, rửa chân đi. Đưa cần tay cho tớ. Đừng mơ. Vậy là như thế hả? Bỏ ra Alex. À, bay mất rồi. Tất cả là tại cậu. Chờ chút. Cậu có đang nghĩ giống tớ không? Vào việc thôi. Tớ sẽ cắt đôi cần tay. Luyện tập karate cũng có lúc hữu ích. Bây giờ tớ sẽ lấy một tờ giấy màu xanh dương, rồi bóp sơn màu đỏ lên đó. Thật là nhiều nha. Chắc đủ rồi đó. Bây giờ tớ sẽ nhúng cần tay vào sơn, sao cho phủ kín luôn nè. Đúng như ý tớ muốn. Bây giờ tớ cần toàn vẽ trắng. Lật cần tay lại nè. Rồi tớ sẽ ấn nó lên giấy. Tiếp theo tớ cần sơn xanh lá. Tớ sẽ vẽ thân, rồi thêm lá. Một bông hoa tươi tắn. Bức tranh quá đẹp. Hãy mua bức tranh độc đáo này. Bạn không muốn bỏ lỡ đâu. Wow, cậu có nhìn thấy không? Đập tay nào. Khó thật đấy. Học bài nãy giờ tớ thấy đói bụng ghê. May mà tớ có chuẩn bị trước. Ngon tuyệt phú mèo. Mình sẽ vẽ gì bây giờ? Mình chẳng có ý tưởng nào. Sao việc này lại khó quá vậy?
sao lại nghĩ đến việc vẽ một con khỉ đang nhảy múa? Thật kỳ quặc. Ê, Essie. Hả? Cô ăn thử sandwich này đi. Alex, coi chừng. Tân ca kìa Alex. Cái gì? Ôi không, chuyện đó luôn xảy ra. Phải lau đi mới được. Bởi vậy tớ luôn mang theo khăn giấy. Lau một tí là sạch. Cậu còn chết ra kinh hơn. Cứ yên tâm đi. Khoan, đúng vậy. Cậu đã truyền cảm hứng cho tớ Alex. Tớ sẽ dùng cục tẩy để vẽ lên giấy. Mong là thành công. Sau đó tớ sẽ quét nước lên giấy. Quét trên toàn bộ tờ giấy nè. Tớ sẽ làm ướt nó hoàn toàn luôn nha. Không muốn bỏ sót chỗ nào đâu. Sau đó tớ sẽ dán khăn giấy lên đó. Lấy màu xanh dương và đỏ. Đặt các miếng giấy chồng lên nhau. Và để nó ngấm đẫm nước. Và dán trên khắp tờ giấy. Cứ dán xen kẽ các màu nha. Đó là miếng cuối cùng. Bây giờ tớ lại quét nước lên giấy. Không cần nhiều nước đâu. Chỉ đủ để làm ẩm là được. Chờ cho giấy khô lại. Tiếp theo từ từ bóc khăn giấy ra. Đây là phần vui nhất. Màu sắc đã ngấm sang khăn giấy, chứ không ngấm vào phần mình đã tẩy. Nó vẫn có màu trắng. Wow, đẹp xíu, xỉu đào. Cậu nhìn đi Alex. Wow, xịn quá, đồng đội SC. Thân hả, cậu không đùa chứ? Ăn sandwich với tớ không nè? Không, không đời nào. Vậy tớ không khách sáo nha. Ăn vặt thôi. Sao tớ phải ngồi cạnh cậu chứ? Wow, tớ biết, tuyệt đúng không? Nhưng cậu chưa thấy hết đâu. Tớ sẽ đặt ngón tay vào khe này và nhấn nút một phát là tớ có một bộ móng xinh đẹp. Hay đúng không? Wow, tuyệt quá. Cậu thật lộng lẫy. À, tớ biết, tớ sẽ làm những móng tay còn lại. Chắc mình cũng nên làm gì đó với móng tay. Mình sẽ dùng đất nặn miết phẳng ra, sau đó cuộn lại thành khối tròn. Mình sẽ tạo hình cho nó. Mình muốn nó có hình vuông. Giờ mình sẽ lấy ít đất nặn màu xám, cuộn lại thành hình xúc xích. Chắc được rồi đấy. Giờ mình sẽ quấn nó quanh đất nặn màu xanh. Mình sẽ nén chúng lại với nhau. Giờ mình sẽ làm khuôn mặt. Trông khá dễ thương nhỉ. Mình sẽ làm thêm mấy khuôn mặt dễ thương nữa. Đây đều là nhân vật mình thích. Ai cần đến tiệm chứ? Nhìn chúng nè. Yeah, nhìn móng của tớ nè. Wow, sao cậu làm được vậy? Mình sẽ thêm một vệt màu vào bức tranh. Nhìn không đẹp. Ow, đau quá. Oops, xin lỗi. Ê, Mia, cái này có thể làm cậu vui lên. Tớ biết cậu thích chó mà. Wow, nhìn kìa, dễ thương quá. Ê, cho tớ nha. Nami. Gì? Không, cậu có thể nhìn nhưng không được chạm. Bực mình quá. Mình không bao giờ có được gì hay ho. Chắc mình phải tự làm đồ giải trí thôi. Mình sẽ cắt tờ giấy màu này thành miếng dài. Sau đó gấp chúng qua lại. Tiếp tục làm để tạo thành nhiều lớp. Mình muốn màu sắc xen kẽ. Thư giãn ghê. Giống origami. Gần xong rồi, chỉ cần gấp thêm vài lần nữa thôi. Được rồi, wow, nhìn nè. Nhìn đẹp ghê. Chà, tớ còn nhiều trò nữa. Thấy không, tớ là người rất yêu động vật. Không sao, mình đã cắt một mảnh giấy thành hình con mèo. Sau đó vẽ mặt, nó cần có râu. Dễ thương quá. Giờ mình sẽ dán nó vào tờ giấy này. Đây là đồ chơi nhà làm. Vui quá đi mất. Wow, sao cậu làm được vậy? Lùi lại. Tớ có một con chó và tớ không ngại dùng đâu. Tới đi. Cậu sắp tiêu rồi. Không đời nào, đỡ nè. Ổn định nào cả lớp. Cái gì? Đây là lớp học vẽ hay trạm cứu hộ động vật. Ôi, bình tĩnh. Thôi đi. Bạn ấy bắt đầu trước. Không phải. Chứ còn gì nữa. Như vậy mới phải chứ. Ồ, nhìn nè. Chúng đẹp quá. Bình tĩnh. Chúng ta không thể làm bạn sao? Không thể nào. Thầy đang làm gì vậy? Làm việc của các em đi. Thật bất công. Mình đang có một ngày tuyệt vời. Ôi, Amos. Ờ, quản gia, qua đây đi. Hả? Có lẽ cậu ấy không thấy mình. Buồn ngủ quá. Chắc mình sẽ chợp mắt một lát. À, cuối cùng anh đã đến. Bữa sáng đi thưa anh, chúng ta có ngũ cốc giòn nhất cho anh đây. Tôi chắc là anh sẽ thích. Và dĩ nhiên sữa tươi nhất. Chúc ngon miệng. Ew. Đùa mình sao? Còn không hiểu mình à? Không ăn cái này đâu. Ừ, vâng thưa anh. Cái quái. Cái này, ở đâu ra vậy? Ồ, mình thích rồi. Bên đó có chuyện gì vậy? Tôi nghĩ tôi biết cách xử lý. Kẹo thì sao? Hả? Kẹo dẻo con gấu. Tôi rất thích kẹo. Đưa tôi. Lựa chọn tốt đấy thưa anh. Nó sẽ thêm chút màu sắc cho ngũ cốc của anh. Đúng như mình muốn. Giờ để tôi một mình. Nhìn ngon hơn rồi đấy. Phải ăn ngay mới được.
Ngon quá. Nhưng mình ăn xong rồi, không thể ăn thêm được nữa. Pop it. Có gì sai sai ở đây? Chán quá. Không chơi nữa. Cái này mới đúng. Nó không vui như mình nghĩ. Quản gia, lại đây. Đây thưa anh. Nhìn hay đấy. Đúng thứ tôi cần. Anh làm tốt lắm quản gia. Mình sẽ cần tiền. Thử xem nhé. Mình sẽ cho tiền vào đây. Khi nhấn nút, kẹo sẽ rơi ra. Wow, hay quá. Người nghèo kia đang làm gì vậy? Hết rồi. Cuộc sống thật phũ phàng. Nhiều kẹo quá. Và tất cả là của mình. Ngon quá. Ôi, nhìn ngon thật. Nó cho mình một ý tưởng. Mình đã sơn hộp ngũ cốc màu hồng đẹp mắt. Giờ mình cần vẽ một hình vuông trên này. Sẽ tốt hơn nếu dùng thước cho bức này. Sau đó cắt nó ra. Tiếp theo mình đặt một lõi giấy vệ sinh lên hộp. Rồi dùng bút vẽ quanh nó. Mình sẽ giữ chặt nó để nó không bị trượt. Nó để dùng sao? Mình cũng sẽ cắt nó ra. Giờ quay lại với lõi giấy vệ sinh. Mình sẽ đánh dấu một hình vuông nhỏ. Giờ cắt nó ra. Mình sẽ cắt theo đường đã vẽ. Tuyệt vời. Giờ mình sẽ gắn cái này vào hộp. Mình muốn chắc chắn là phần cắt ra sẽ ở bên trong hộp. Giờ lật chiếc hộp lại. Mình đã cắt một miếng ở phía sau. Tiếp theo đánh dấu một hình chữ nhật ở dưới đáy. Không cần phải lớn đâu. Và cũng cắt nó ra. Mình đã cắt một miếng giấy bìa và giờ mình sẽ bôi keo. Mình sẽ dán nó nghiêng một góc dưới lõi giấy. Tiếp theo mình cần hai miếng giấy bìa nhỏ. Mình sẽ dán chúng vào hai bên của lõi giấy. Mấy cái này cũng cần dán nghiêng một góc. Mình đã làm một cái hộp nhỏ từ giấy bìa. Nó sẽ ở dưới khe này. Mình sẽ để miếng nhựa trong trên hình vuông lớn. Mình muốn nó chơi thật vui. Wow, nhìn đẹp quá. Xong rồi đấy. Chính xác là thứ mình cần. Thích quá. Nếu mình quay số, đồ sẽ rơi ra. Cô ấy lấy nó ở đâu vậy? Tôi muốn cái đó, quản gia. Đi lấy nó đi. Còn chờ gì nữa? Tôi có thể giúp gì? Cô đi với tôi. Tôi có được lựa chọn không vậy? Chào. Chào. Người đẹp. Không nên thì hơn. Được rồi. Cậu đẹp trai quá. Tớ biết. Cậu có gì đó? Cái này hả? Đây là máy squishy của tớ. Wow, nhìn hay đấy. Đây là máy bán kẹo của tớ. Nếu nhấn nút này, cậu sẽ có đồ ăn ngon. Hay đúng không? Máy của tớ không có gì cả. Đó là điều duy nhất không hay ở nó. Khá là thất vọng nhỉ. Nhưng tớ có cách. Quản gia. Wow, đồ chơi squishy. Tớ sẽ lấy mấy cái này. Tớ thích mấy thứ nhỏ xinh này. Tớ cũng vậy. Chúng ta có thể cho squishy vào máy. Vào đi. Ý kiến hay đấy. Tớ sẽ lấy cái này. Tiếp đi. Đúng rồi. Bỏ hết vào đi. Đây là cái cuối cùng. Giờ chúng ta quay số được rồi. Nếu quay nó một vòng, squishy sẽ rơi ra. Wow, hay quá. Máy hay ghê. Hôm nay là ngày vui nhất. Tớ biết cách làm cho vui hơn rồi. Cậu làm gì vậy? Quản gia, gọi bảo vệ. Báo động giả nhưng cứ ở yên nhé. Mình phải đạt được điểm cao. Sắp được rồi. Oops. Ê, cậu đi đứng kiểu gì vậy? Đó là lỗi của cậu. Lại là một ngày đẹp trời. Ôi không, đám cá biệt. Không được đánh nhau trong trường. Thôi đi, ra khỏi đây ngay. Dừng lại, nghe thấy không? Mình có làm gì đâu. Hay nhỉ cậu chứ ai. Kệ đi, cậu không làm hỏng một ngày của tớ được đâu. Wow, kẹo. Hết rồi. Thất vọng ghê. Lẽ ra mình phải biết chứ. Ăn một miếng. Mập cả đời. Nhưng cũng đáng mà. Cậu nhìn cái gì? Mình chỉ muốn một miếng kẹo thôi mà. Ê Mia, nhìn nè. Cái gì vậy? Đẹp quá. Tớ biết. Nó rất mềm và dẻo. Wow, cậu thấy gì không? Coi chừng. Sandwich nhìn ngon quá. Không gì phá hỏng khoảnh khắc này được. Gì vậy? Nó ở đâu ra thế? Suýt nữa thì tiêu. Ăn tiếp thôi. Mình có chất nhờn. Là mình làm hả? Wow, mềm dẻo quá. Giống gì mũi khổng lồ vậy. Nhưng mình không thể bỏ nó xuống. Đợi chút. Mình có ý này. Ốc điện thoại của mình hơi chán. Nên hãy biến đổi cho nó nhé. Mình sẽ cắt phần đầu bong bóng ra. Mình chỉ cần phần dưới. Nó sẽ được việc đấy. Giờ mình cần chất nhầy. Cảm giác thích quá. Mình sẽ nhào nặn nó. Sau đó lăn thành khối tròn. Cái này cho vào bong bóng. Sau khi xong mình sẽ nhúng vào xoắn nó. Không muốn chất nhờn chảy ra đâu. Nhìn được đấy. Giờ mình cần súng bắn keo. Mình sẽ bôi keo vào ốp điện thoại.
Quan trọng là bức này phải dùng keo trắng. Mình muốn tạo hình ngẫu nhiên. Và mình muốn nó phủ hết ốc. Đúng ý mình. Giờ mình sẽ dùng keo để phủ lên. Bước này dễ thôi. Chỉ cần đừng để lem ra ngoài. Mình không muốn có chỗ trống nào. Trước khi keo khô, mình sẽ dính quả bóng vào. Và giờ mình đã có một chiếc ốp ngộ nghĩnh. Thích ghê. Wow, cậu làm nó hả? Qua đây đi. Ôi trời, chuyện này thật sự xảy ra sao? Tớ hy vọng cậu sẽ nói thế. Cậu muốn kẹo hay khoai tây chiên? Tớ lấy khoai tây chiên. Trao đổi vậy có vẻ cũng công bằng. Wow, tuyệt quá. Mình ăn khoai tây chiên. Không còn gì tuyệt hơn. Đây là món mình thích nhất. Mình có thể ăn cả ngày. Cậu đang làm gì vậy? Tớ muốn xem tớ có thể bóp mạnh tới đâu. Không, đừng làm thế. Ôi, mình đã mắc một sai lầm khủng khiếp. Cái gì vậy? Mình dính đầy chất nhờn. Em xin lỗi, nhưng Miles làm đấy à? Thấy ăn khoai tây chiên không? Sao lại không nhỉ? Mình thích khoai tây chiên mà. Có lẽ rốt của con nít cũng không tệ lắm. Cái này cho thầy. Khi bố nói sẽ mua xe cho mình nghĩ nó sẽ lớn hơn. Nhưng mình thấy như này cũng vui. Rum rum. Mà ngày đẹp trời. Có vẻ chỗ này được nè. Một nơi lý tưởng để chiêm ngưỡng tác phẩm của mẹ thiên nhiên. Thật tốt khi có thời gian rảnh vào một ngày bận rộn. Tuyệt quá. Wow. Nhìn chiếc xe đó kìa. Hey, quay lại đây đi. Nhìn kìa. Ly kim tự tháp. Sẽ rất đáng tiếc nếu ai đó phá nó nhỉ. Chấp nhận thử thách. Nhìn kìa. Đầu mình. Mình ghét giỏ giót. Đợi chút. Mình nghĩ mình có thể dùng nó. Vào việc thôi. Đến lúc sáng tạo rồi. Mình thích bước này. Trước tiên mình sẽ vẽ mắt lên cái ly. Vậy là xong một bước. Giờ đến bước thứ hai. Ok, tiếp theo mình sẽ vẽ mũi. Nó sẽ trông dễ thương lắm đây. Sau đó đến miệng. Một cái ly hạnh phúc. Giờ mình sẽ dán má hồng. Mình sẽ dùng bút để vẽ râu. Sau khi xong để nó sang một bên. Mình sẽ cắt tay thỏ từ một tờ giấy. Rồi dán chúng lên ly. Nhưng chưa xong đâu. Mình sẽ bôi keo lên nắp chai nước ngọt. Rồi dán một cái nắp nữa vào. Tiếp theo mình cần dây thun. Mình sẽ để quanh nắp. Như này. Rồi dùng băng keo dán cố định lại. Không muốn nó rơi ra đâu. Nhìn khá chắc rồi đấy. Tiếp theo mình sẽ rạch hai đường bên thành ly. Làm tương tự với bên kia. Chỉ cần là những đường cắt nhỏ. Giờ mình sẽ cuộn lại. Tiếp theo mình cần nắp chai nước ngọt. Mình sẽ luồn dây thun qua chỗ cắt. Và đảm bảo là nắp ở bên trong ly. Giờ mình sẽ xoay nắp. Mình muốn nó thật đẹp và chặt. Xong, mình đã làm thêm một cái ly hình con thỏ. Wow, nhìn chúng kìa. Đợi đã, đó là con thỏ sao? Ôi trời, dễ thương quá. Chiếc xe này lỗi mốt rồi. Hey, chào cậu. Cho tớ xem được không? Chỉ là một cái ly. Nó cần thêm chút lấp lánh. Biết phải làm gì rồi. Gì vậy? Đó là bụi vàng sao? Giờ con thỏ của mình nhìn chán quá. Nói đi, sao cậu làm được vậy? Không quan trọng đâu. Đua đi. Sẵn sàng chưa? Bắt đầu. Cố lên thỏ. Nhìn chúng kìa, tớ thắng rồi. Không thể nào. Đợi chút, dừng lại. Hôm nay là ngày tuyệt nhất. Không tin được. Mình đã có chiếc xe. Tuyệt quá. Nó đẹp ghê. Chưa bao giờ vui như vậy. Bình tĩnh. Và chạy thôi. Vào đáy bát và làm đông đá. Lấy đá ra khỏi bát thủy tinh đó. Giờ thì lấy bảng sơn màu ra nào. Đã đến lúc trổ tài họa sĩ rồi. Vẽ trực tiếp lên viên đá lớn nhé. Hãy dùng các màu sơn khác nhau. Khi đã tan ra, sơn sẽ di chuyển và xoay vòng. Màu sắc sẽ hòa vào nhau. Cứ tiếp tục tô thật nhiều lớp sơn khác nhau nhé. Việc này quả thực rất thư giãn đấy. Nó tạo hiệu ứng rất tuyệt. Và thành quả thì cực đẹp. Đúng không? Ok, chắc giờ làm bài tập trên lớp thôi.
Bụt bị sao vậy nè? Hết mực mất rồi. Suốt ngày hết mực. Chả sao. Sophia ơi, có chuyện gì vậy Luna? Bụt tớ hết mực mất rồi. Cho tớ mượn một cái nhé. Ok con dê, tớ có mang thừa mấy cái nè. Chỉ ở trong đây thôi. Đâu phải Bụt bị. Chờ chút. Hả? Để coi có không đây. Quá trời đồ này. Mình phải ngăn nắp hơn mới được. Khoan đã, mình có ý này. Mình đã nghĩ ra cách giữ đồ gọn gàng rồi. Trước tiên, mình cần kéo dây chun này qua tập đựng. Cần thêm vài cái nữa nè. Giờ thì tha hồ mà cất đồ ở trong này. Và còn nhiều không gian bên trong. Mọi thứ đều ngăn nắp và dễ tìm. Trông ổn áp nhỉ. Đây, bút bi nè. Hả? Gì cơ? À đúng, tất cảm ơn. Tuyệt thật đấy. Mình đã có giấc mơ đẹp nhất. Bài kiểm tra chán dã man. Nhưng mà tớ thích. Đúng là đồ mọt sách. Hay là nghịch tí cho vui nhỉ. Ê, đừng có tỏ ra con nít nữa. Tớ thích câu hỏi này. Wow, mình muốn ra khỏi đây. Úp, chờ chút. Này, lại gì nữa đây. Xem đi nè. Tớ trả bút bi vào tay áo và rồi xoay nó một chút. Nói thật thì cậu ấn tượng lắm đúng không. Wow, cậu là phù thủy à. Để tớ thử. Sao tớ thấy không đúng. Ảo thuật gia không bao giờ tiết lộ bí quyết. Hay mình cần nhiều ma sát hơn nhỉ. Hút đi. Mình không làm được. Đúng rồi. Tính toán rồi cũng ra cách thôi mà. Mình quên mất lực hấp dẫn. Và vòng quay của trái đất có nghĩa là. Mình biết rồi. Thử lại lần nữa nào. Đâu phải ảo thuật gì. Ờ thì sao? Cả lớp, trả tự. Em xin lỗi. Chết nhá. Úi. Lại cả em nữa hả Sophia? Em đang làm bài tập mà cô. Cô nhắc lần cuối thôi đấy. Khoan, chắc chắn mình có bút mà. Có vẻ mình sẽ trượt môn thôi. Về nhà rồi. Mệt muốn xỉu. Thời tiết xấu dã man. Để gập ô vào cho đỡ bắn nước. Wow, sao đèn tắt hết thế này vậy trời. May mà còn có đèn pin. Xem vấn đề ở đâu nào. Không ổn rồi. Không thể để chuyện này xảy ra nữa. Nhưng làm gì bây giờ. Hay là dùng cái chai nước ngọt này nhỉ. Bắt tay vào việc nào. Với mẹo này bạn sẽ cần một chai nước ngọt rỗng. Ok, ta bắt đầu nào. Cắt bỏ phần đầu và đáy của chai ra. Làm tương tự với chai thứ hai. Đặt một chai vào trong chai kia. Rồi đặt một chai nhỏ hơn vào bên trong chúng. Quá hợp cho trời mưa như thế này. Chào Sophia. Hai, cậu có thấy thời tiết không? Út nhẹp luôn. Không, đừng. Hả? Sao thế? Cậu phải dùng cái này nè. Luồn chai qua chiếc ô. Nước sẽ không nhỏ giọt xuống sàn đâu. Nhớ đóng nắp chai vào, nó sẽ chặn nước ở đó. Của cậu đây. Wow, quả là hữu ích đấy gái. Coi chừng. Tôi xin lỗi. Thôi, tôi sẽ đi lấy đèn pin. Mời vào. Chào thầy, thầy muốn gặp tôi ạ. Vâng, mời chị ngồi. Chúng ta có một vấn đề. Đây là vở bài tập của Sophia. Thật là thiếu tôn trọng. Ôi trời. Tại chán quá thôi ạ. Chuyện này phải dừng lại. Khoan, có người gọi. Alo. Sophia, con là mẹ thất vọng lắm. Xin đợi một lát ạ. Cuối cùng cũng đi rồi. Chơi không? Dạ. Lấy bút chì đi rồi chơi. Ê đà. Đây rồi. Chà, thế này làm sao mà dùng. Nghĩ xem nào. Chắc phải có gọt bút hay gì đó trong đây chứ nhỉ. Mình sẽ dán một dải băng dính lên vở. Rồi dán một dải nữa bên cạnh. Rồi hai dải đường ngang. Mình cần vài kẹp giấy. Và cả kẹp bướm nữa. Ok, chơi nào. Đi đi, tới con đấy. Vui thật đấy. Mẹ sẽ đặt kẹp ở đây. Được đấy. Chặn à. Càng lúc càng căng thẳng đi. Mơ đi con. Đó. Yes, con thắng rồi. Tự nhiên đi, thầy không nghi ngờ đâu.
Có chuyện gì thế? Tại con bé. Tôi cần một kỳ nghỉ gấp. Ôi trời, làm gì mà lâu thế? Yêu bé lắm nhìn đi con ơi. Xong xuôi rồi. Mua nhà được rồi. Đóng gói thôi nào. Thùng của con gái đây. Bố sẽ vứt cây đi. Ok, ta bắt đầu ở đây nhé. Wow, nhà mình có nhiều đồ quá. Đóng gói đồ chơi đi bé yêu. Vào đây nè, ngủ đi nha. Còn em nữa này. Quấn băng dính lại là coi như xong thùng này rồi. Con cất xong rồi mẹ ơi. Cho con băng dính với. Ừ, đây con. Đâu đâu nhỉ? Dính tùm lum. Con có ổn không đấy Sophia? Ôi không. Nó bắt con rồi mẹ ơi. Cứu con. Ngồi im. Đây để mẹ. Con có đau không? Được rồi. Cảm ơn mẹ. Ok. Đóng gói tiếp thôi. Mà chờ chút. Có khi dùng được cái này nè. Việc dùng băng dính sẽ dễ dàng hơn với mẹo này. Trượt một dây rút nhựa qua cuộn băng dính và buộc chặt lại. Rồi cắt phần dây thừa đi. Vậy là xong. Thùng đi mẹ ơi. Mẹ sẽ dán băng dính lên thùng. Rồi dùng dây rút nhựa cắt băng dính. Thử đi con gái yêu. Wow, trách nhiệm lớn đây này. Con làm được rồi nè mẹ ơi. Tuyệt vời. Con giúp mẹ nhiều lắm. Tính gì vậy trời? Có vấn đề rồi. Giải cứu bố đi. Ngụy trang quá là ổn áp luôn. Đã xác định mục tiêu. Tại sao? Mình đã cố hết sức rồi mà. Này, cứ đang nói chuyện với mình sao? Đằng này này. Dạ. Lại đi đi. Vâng ạ. Ngồi xuống đây. Xin lỗi, cái cây này đang tấn công em. Làm sao khóc thế? Em trượt bài thi rồi. Chị giúp được đấy. Nhìn đây này. Wow. Không miễn phí đâu. Vâng. Wow, cảm ơn người lại kỳ cục. Nhưng chị làm sao hay vậy? Chà, lẽ ra chị không nói đâu nhưng mà... Để đạt điểm cao, em chỉ cần bút chì Jumbo là đủ. Dùng dao nhỏ để cắt cục tẩy thành hình tam giác nè. Rồi khắc hình chữ A là xong. Nhúng tẩy vào sơn đỏ, rồi đóng dấu vào giấy. Vậy đó, dễ đúng không nào? Wow, em sẽ nhớ mẹo hay này, cảm ơn chị. Bạn em kìa. Ê mấy bạn ơi. Tôi có điểm A này. Tránh đường nào. Công việc làm ăn phát đạt ghê. Của em đây. Tuyệt vời ông mặt trời, em cảm ơn. Đầu tiên là tiền đâu? Này. Wow. Không miễn phí đâu. Em cảm ơn. Điều gì sẽ khiến cho thứ bình thường trở nên đẹp hơn? Tất nhiên là màu sắc rồi. Và với màu phù hợp trong tay, bạn có thể tạo nên kiệt tác thực sự đấy. Biết đâu đấy, có khi bạn sẽ tạo một bức Mona Lisa thứ hai. Hoặc ít nhất là cái ốp laptop ngầu như trái bầu. Sẵn sàng thể hiện tài năng họa sĩ của bạn chưa? Này, gì vậy? Sao nó có thể vào đây chứ? Nhìn kìa! Chú heo kia xinh xắn quá! Nhìn nó xem, Jennifer! Đúng là xinh đẹp thật đấy! Nó đang đứng á? Vậy tụi mình bắt đầu nhé! Phải bắt đầu bằng những nét vẽ chuẩn chỉnh nhá. Mấy góc này hơi kỳ cục. Bó tay luôn. Mình muốn vẽ cái gì có thật cơ. Bingo. Giờ mình có đo thật chính xác rồi. Đợi chút nha. Cậu đi đâu đấy? Thôi kệ vậy. Đến lúc lại gần hơn chút nữa rồi. Ngon lành nha. Thú vị phết. Giờ mình biết phải làm sao rồi. Sử dụng khung toan nào. Mình luôn bắt đầu với sơn màu đen. Đã hết rồi sao? Thật là lố bịch đó. Jennifer, cô làm hỏng hết tranh của tớ rồi. Giờ thì tớ chẳng quan tâm đâu. Trời, nhìn đống lộn xộn này nè. Chắc mình phải làm lại thôi.
Hay là mình có thể tận dụng kỹ thuật này đấy. Bạn nghĩ bức tranh này tối quá sao? Sẽ không lâu lắm đâu. Hãy chấm màu vẽ vào tranh nào. Giờ nhấc lớp này lên. Sau đó vẽ tiếp phần bên trên. Hai màu luôn tuyệt hơn một màu đó. Ngầu ha. Giờ dùng hàng nóng nào. Dùng cọ to để phết màu ra ngoài. Vậy là chúng ta có được hiệu ứng cực xịn rồi. Gần xong nè. Phết màu trên cây luôn nhé. Ngay cả bàn chải đánh răng cũng có phép thuật. Chỉ cần vẩy thần nghệ vài cái thôi. Đỉnh. Giờ gỡ lớp đầu tiên ra nào. Và bạn có khung cảnh rừng cây để ngắm nghía rồi. Chẳng phải tuyệt sao? Xem của tớ nè. Sao cậu làm được hay vậy? Chà, chúng ta biết rõ ai thắng rồi nhé. Tuyệt lắm Wendy. Mình phải luyện kỹ năng dùng cọ thêm mới được. Mạnh tay hơn, thôi nào. Cơ mà. Ok. Buổi tối hôm nay tuyệt thật đấy. Này, họa sĩ kẻ anh. Chào. Hai bạn đẹp đôi thật đó nha. Cậu đúng là diễn xúa. Cưng ơi, anh yêu em nhiều lắm. Có cảm hứng rồi. Mình muốn đưa tình yêu này vào trang giấy. À hả, đấy. Hai đối tượng này đúng là chán òm. Mình sẽ đi theo chỉ dẫn của con tim mình. Mỗi lần một giọt sơn này. Như vậy sẽ hòa trộn được màu sắc. Và tụi mình cũng có thể nghịch với các đường thẳng. Màu vẽ đến đây. Đấy. Tôi sắp phết xong các chấm rồi. Giờ thì cuộn tròn giấy bạc lại. Và dùng nó để chấm chấm sơn ướt. Như vậy là tụi mình sẽ có các kết cấu rất hay. Hiểu ý tôi chứ? Sau đó dùng cọ để hoàn thành bức tranh nào. Khung cảnh ở trời nào cũng cần một cái cây đẹp đẽ. Nhưng đừng vẽ mạnh tay quá nha. Chấm tiếp này. Đấy, trông đúng là đỉnh của chóp. Nhưng tụi mình còn nhiều thứ để làm lắm. Trộn màu như vậy sẽ giúp tranh đỡ cứng. Nhưng tụi mình vẫn nên thêm vài đường nét nữa. Thế không? Có cặp tình nhân nè. Nhưng họ không phải nhân vật chính. Tuyệt. Giờ là chút mưa. Vì như vậy mới lãng mạn chứ. Ta-da. Đã đủ lãng mạn chứ nào. Của tớ siêu lãng mạn luôn. Thế của cậu. Đáng lẽ còn đẹp hơn á. Cậu có thích không? Wow. Phải treo trong viện bảo tàng mới xứng đáng nha. Thật hả? Vậy thì tớ thắng nhỉ? Tuyệt lắm trên. Lại đi nào. Đi mà. Thôi thì tặng hai bạn này. Là tụi mình kìa anh yêu. Bye nha. Giờ sao nhỉ? Ít nhất đồ của mình đã sẵn sàng. Tớ chả quan tâm. Tuyệt. Hả? Ai thế? Oh, wow. Đỉnh. Chuyển luôn nha. Tự nhiên mình có cảm hứng quá. Và emoji thì có nghĩa là chơi đùa cùng các hình dạng. Mình vẽ hình tròn đẹp hết. À ha. Dùng chút quyền trợ giúp nào. Một lọ sơn mới tanh đúng là đỉnh. Ơ kìa. Thế là thế nào? Cậu cũng chả quan tâm đúng không? Wow, không thể tin được cậu ta. Hả? Hay ho thế nhở? Chờ chút đã. Mình sẽ làm cách khác. Vào đó đi sân vàng. Hoàn hảo. Giờ bắt đầu cuộc vui thôi. Phun đầy nào. Xem mấy cái bong bóng này. Cả nhà có biết tớ đang làm gì không? Emoji đó, nhớ chứ. Nhìn khác biệt thật ha. Này Wendy. Tớ tưởng cậu sẽ không bao giờ hỏi chứ. Chắc là không thắng được của tớ đâu. Biết mà, đỉnh quá trời. Ước gì mình nghĩ dày đó nhỉ. Họ làm cái bè từ hoa luôn đó gái. Điên rồ nhỉ. Hay thật.
Xin chào các nàng. Hả? Ơ, xin chào đàng ấy. Chúng tớ vừa nói về hoa luôn ý. Trông tớ xinh không? Ôi thôi đi. Ok, để tụi tớ vẽ cậu. Rồi ạ. À. Nhưng vẽ bằng cái gì? Mình chẳng có cây cọ nào. Chắc Wendy sẽ không để ý nếu mình lấy một cây ha. Thấy gì không? Cái này nhìn cũng ổn đấy. Tuyệt, giờ là một đường dày dặn. Này, đây là cọ của tớ mà Jennifer. Làm gì có. Không, xem tai họa cậu gây ra kìa. Chắc mình có thể làm gì đó khác biệt. Ok, cực kỳ khác luôn. Đầu tiên là nhúng đáy chai vào sơn. Rồi dùng ẻm để làm những bông hoa nho nhỏ. Cũng dễ nhỉ các cậu. Một vài bông nữa thôi. Tròn trịa hoàn hảo luôn. Giờ thử với những màu sắc khác nha. Bắt đầu trông đẹp hơn nhiều rồi. Thấy không? Được quá nhỉ? Chắc mình không thể sửa nữa rồi. Thật ra thì của tớ trông rất là tuyệt đó. Bất công! Ít nhất thì cậu cũng có cố gắng. Cho tớ sao? Cậu dễ thương quá, Jennifer ơi! Nào nào! Tí nữa cậu ôm tớ cũng được. Này, có chuyện gì thế hả? Wow! Mình cũng làm nhé! 1, 2, 3! Wow! Mình phải làm gì với cái này chứ? Oh! Mình sẽ mua đồ mình cần! Hả? Cái gì đây? Chắc chắn là không phải họa cụ rồi! Cái này là cái gì chứ? Chờ chút đã! Mình hiểu rồi! Cắt góc túi đi nè! Vậy là mình đã tạo ra một cái miệng. Một cái nữa. Giờ rót sơn ra thôi. Oh yeah. Nhìn này mọi người ơi. Để trọng lực làm việc của mình nào. Trông cũng hay ho đấy nhỉ. Một chút màu trắng sẽ mang đến hiệu ứng hay ho. Vẩy vẩy vẩy. Trò này vui quá đi. Các cậu nhìn xem. Xong cả rồi. Cậu thích chứ? Trừu tượng nhỏ. Chuẩn rồi. Nhưng xem đây này. Cậu làm thế nào hay vậy? Tớ lại thắng rồi. Dụng cụ đã sẵn sàng. Mình còn chưa vẽ được nét nào. Ôi chà. Ít ra còn có cái này. Không. Sao mình lại làm thế? Gì cô? Có vẽ gãy làm đôi luôn. Ồ, chán quá. Này, mà chờ một chút đã. Thấy mỉ ý chứ? Dùng dây chun để buộc chúng lại. Như vậy là được rồi. Giờ thì nhúng bó mì vào nước sôi. Hoàn hảo, đúng như mình đã mong đợi. Dùng đi nè Alex. Là mỉ ý hả bố? Dùng để vẽ đồ ngốc ạ. Nhúng vào là vẽ được. Sẵn sàng chưa? Bắt đầu thôi. Vẽ được thật nè, tuyệt quá. Thử thách sao? Háo hức quá. Ồ, Nhưng cần thêm dụng cụ. Đây. Này, nhìn bên kia kìa. Con muốn vẽ nó à? Đó là màu yêu thích của con bố ạ. À. Vậy được rồi. Đây rồi. Có đúng gấu con muốn không? Vậy hãy bắt đầu nhé. Chơi luôn. Bố cũng phải vào việc luôn. Con trai, chọn một đi. Của con. Mình phải dùng mấy cái này sao? Đúng rồi. Còn nước thì sao nhỉ? Chuyện này sẽ rất thú vị đấy. Nhúng bút lông vào nước nè. Rồi đóng nắp xịt lại như cũ. Đó.
Yeah, đúng thứ mình đang cần. Bố ơi! Lêu lêu, hãy xem đây. Con cũng có thể dùng các màu khác nhau. Hãy xem thành quả nè. Cố mà đọ sức với bố. Chà, hãy chiêm ngưỡng kiệt tác này. Ôi trời, của bố đẹp hơn nhiều. Không công bằng. Đừng khóc mà, con sẽ tiến bộ. Này, có vẻ bố thắng. Mà chờ một chút. Con có tiền nè. Oh yeah. Hả? Đúng, bán cho con. Đi mà, con muốn mua nó mà. Con bán hàng giỏi đấy, của con đây. Con là người thắng cuộc, bố ơi. Thế này cũng được phết. Gì nữa nào? Chả như con rán. Mình có thể xem tivi. Không. Không. Xem nào. Không biết nữa. Có vẻ hấp dẫn nè. Nhìn kìa. Con thích nó. Hãy sáng tạo thế nào. Yeah. Con muốn đầy đủ các màu. Xem nào. Một vài đường ở đây. Và cỏ nữa. Ôi không, đổ nước rồi. Linh láng khắp nơi. Không, đừng đổ vào hoa mà. Ôi, không. Con trai, bức tranh tuyệt đẹp của con. Thế không thể tin nổi. Không công bằng. Con không bao giờ muốn vẽ nữa. Thật đau lòng quá. Nhưng có lẽ không quá tệ. Bố biết cách rồi. Đã đến lúc cứu cánh cho con trai. Hãy để khăn giấy ngấm hết nước. Sau đó con có thể vẽ nốt. Tạo họa tiết cũng khá hay ho. Dù trông giống như nét vẽ nguệch ngoạc. Con có thể vẽ bao nhiêu cách quý. Vẽ các đỉnh nhọn ở phía sau nữa nè. Bình tĩnh nhé, sẽ đẹp lắm đấy. Đó, sắp hoàn thành rồi. Con biết không, thêm một vòng nữa cũng không sao. Tay con đã mỏi chưa nào? Đừng căng thẳng, gần xong rồi mà. Chỉ cần đừng quên cuống hoa và vài đường ở trên cỏ. Sự kỳ diệu nằm ở các chi tiết. Vẽ vài nét vui nhộn nữa nè. Ê, nhìn nè Alex. Bố đã sửa lại hoa cho con. Con thích không? Dạ. Để con xem đã. Nhìn hoa mà vui quá đi. Con cảm ơn. Của bố thì sao? Ui, bố quên không vẽ rồi. Bố không nghĩ ra cái gì cả. Chán quá nhỉ. Hoặc thế này thì sao? Mình đã làm cùng nhau. Ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Yeah. Bố ơi, bạn ấy xinh lắm. Đây nè. Con thích bạn ấy. Con muốn vẽ bạn ấy. Wow. Nhưng con không biết vẽ người. Bố có thể giúp con mà. Gì ạ? Vẽ những gì con thấy thôi. Con hiểu rồi, con làm được mà. Vẽ thôi nào. Bố cũng thế. Giá mà mình biết phải vẽ gì. Vẽ hình trái tim là an toàn nhất. Trái tim tượng trưng cho tình yêu. Ok, Alex đang vẽ gì? Trái tim đẹp quá đi mất. Mình chưa từng vẽ trái tim. Mình đang đùa ai chứ? Vẽ trái tim rõ là khó. Của bố thì ổn lắm. Của con thật khủng khiếp. Đừng tự trách mình vậy mà. Giúp con với. Cứ thông thả. Không, con muốn tự vẽ cơ. Bố hiểu rồi. Để bố nghĩ xem. Còn đồ cân bánh quy thì sao? Bố biết rồi. Dùng một củ khoai tây nhỏ và nhấn đồ cân bánh quy lên đó. Thế là xong. Ê, Alex, nhìn nè. Thôi nè bố,
Một củ khoai tây hả? Ôi con chả biết gì cả. Đóng dấu đây này. Hả? Được rồi. Đỏ ạ. Và giờ con đóng dấu ạ. Chuẩn luôn. Ok, cứ thử xem sao. Ôi, đóng dấu được thật nè. Bố đúng là thiên tài. Không, con là bậc thầy hội họa. Rất ấn tượng. Bye bố. Từ tim tớ đến tim cậu. Thật hả? À? Ờ, tớ thích lắm. Thật không thể tin nổi. Tớ bị điểm F. Tớ đã hỏng rất chăm mà. Phải làm gì bây giờ? Mà chờ một chút. Mình đã có cách để cảm thấy tốt hơn. Đã đến lúc trả thù rồi. Mình sẽ tận hưởng trò này. Trông cô sẽ đẹp hơn khi có gym ép. Ồ, và còn có cặp sừng ác quỷ. Mệt dã man. Cô đang làm gì thế? Hay ho đấy. Tránh ra nào. Thế này hợp cô giáo hơn. Tụi nhỏ làm gì kia? Hả? Mình sao? Mấy đứa này cứ liệu hồn. Dạ, em chào cô ạ. Mấy đứa chuẩn bị ăn hành rồi. Có chuyện gì vậy? Wow, biết ngay cô là phù thủy. Vui hơn ở trong lớp. À, có người gọi mình. Chào bồ. Psst, này, psst, cậu đang làm gì đấy? Ôi wow, cảm ơn nhiều nha. Mình rất thích hoa tươi. Ôi, có tấm thiệp nè. Ồ, là bạn trai mình gửi. Anh ấy thật lãng mạn. Anh yêu em. Thích ra vẻ quá nhỉ. Đây cũng chẳng kém cạnh đâu. Cứ chờ xem. Khoan, gì cơ? Thật là khủng khiếp. Tại sao chuyện này lại phải xảy ra với mình? Bực mình quá đi. Khoan đã. Nhìn nó kìa. Mình lại nghĩ ra một ý tưởng. Sẽ hay lắm đây. Mình sẽ vẽ phác thảo một hình dạng trên toàn vẽ. Chưa thì rõ lắm. Nhưng tin tớ đi, đây sẽ là một kiệt tác. Mọi người sẽ trầm trồ cho coi. Cứ thông thả thôi. Mình muốn tạo nên tác phẩm hoàn hảo. Vẽ các bông hoa nè. Nhưng mình sẽ không dùng bút dạ tô màu, mà dùng kem phủ. Mình sẽ bơm kem lên đường chì. May mà tay mình không bị run. Đây là kiểu nghệ thuật của mình. Vừa đẹp mắt mà vừa ngon miệng. Chưa gì đã chảy nước miếng. Nhưng mình phải kiềm chế. Mình gần vẽ xong đường liền rồi. Ok là đấy. Bây giờ mình cần cọ vẽ. Chấm chấm nhẹ vào kem phủ. Phết nó vào các khoảng trống nè. Nhưng vẫn giữ lại đường viền nha. Phải nhanh tay mới được. Nếu không kem phủ sẽ cứng lại mất. Nó tạo hoa văn rất đẹp. Xong rồi nè. Wow, bố ơi nhìn nè. Cậu vẽ hả? Cậu có hoa của riêng mình rồi. Sơn, đúng thứ mình đang cần. Mình biết phải làm gì với nó rồi. Bắt đầu thôi. Mình sẽ nhấn cọ vẽ lên trên toàn vẽ. Rồi xoay vài vòng. Mình muốn tạo ra những vòng tròn sặc sỡ. Toàn các màu sáng luôn. Giờ thì vẽ cuống hoa. Rồi vẽ những chiếc lá. Nào, đổi sang màu khác. Màu xanh lá thật tươi tắn. Mình sẽ vẽ lên những vòng tròn. Vẽ thế này cho mình cảm giác thư thái. Và trông nó cũng đầy ấn tượng. Xem đi nè. Wow, tuyệt cú mèo. Ê, tớ có một ý tưởng. Hay phết nhỉ. Hả, gì đây? Để cô xem nào. Wow, kỹ thuật kìa. Và phong cách tối giản. Cô thích cả hai. Wow. Vẽ vui quá đi. Bụng mình đang sôi cồn cào. Ăn nhẹ xíu nào. May mà mình đã chuẩn bị sẵn. Mình sẽ làm sandwich. Nghiêm túc đấy hả? Ê, tớ đang tập trung đấy nhé. Cả lớp chú ý. Đây là thử thách tiếp theo. Một chiếc cầu vồng tuyệt đẹp. Có vẻ thú vị. Vậy mình có thể ăn nốt sandwich. Quá trời màu sắc nè. Tớ mới nói gì hả? Ra chỗ khác mà ăn. Phô mai. Khoan. Một kế hoạch đang hình thành. Bắt tay vào việc thôi. Mình sẽ đổ phô mai vào một cái bát. Cất đi để dùng sau. Giờ thì nhỏ chút phẩm màu vào. Giờ trộn đều lên. Mình muốn nhuộm màu cho phô mai. Wow, phô mai xanh. Bốc một nắm luôn. Sau đó rắc lên trên bánh mì. Mình đã làm thêm phô mai nhiều màu. Wow, hãy nhìn kìa. Mình sẽ úp một lát bánh mì lên.
rồi đặt hình con mèo lên trên. Mình sẽ đổ sữa ra bát, sau đó nhỏ vài giọt phẩm màu vào. Đây sẽ là sơn của mình. Khuấy đều sữa lên như này, vậy là được rồi. Mình sẽ phết sữa lên bánh mì, phết các màu khớp với phô mai, sau đó thì bóc lớp giấy bạc. Wow, còn đẹp hơn so với tưởng tượng, và của mình hết. Thật luôn á? Chỉ muốn ăn thử ngay. Măm 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 măm. Cẩn thận, rớt tùm lum kìa má. Úi, xin lỗi. Đừng lo lắng về điều đó, nó truyền cảm hứng cho tớ. Đầu tiên tớ sẽ tô màu lên giấy, dùng 7 giác cầu vồng luôn. Tiếp theo tớ lấy bút chì, rồi vẽ unicorn. Nhưng đừng lo, còn nữa. Đây sẽ là con unicorn kỳ diệu nhất quả đất. Tớ sẽ cần bút màu đen cho phần tiếp theo và tô màu cho unicorn nè. Như vậy để tạo một cái bóng, nó sẽ rất nổi bật trên nền cầu vồng. Wow, nhìn nè bà con ơi, hết nước chấm. Thật tự hào quá đi. Hết giờ. Không hối tiếc gì hết. Ít nhất em không ăn chanh của mình. Giỏi lắm Jasmine. Cô thật sự rất thất vọng. Nghĩa là tớ thắng. Ngon bà cháy vợ chết. Trời, bài kiểm tra khó quá. Ít nhất mình còn có điện thoại. Chờ một chút. Mình ngửi thấy mùi gian lận. Alex. Không phải như con nghĩ đâu ạ. Em gặp rắc rối lớn rồi. Em biết quy định mà. Em đang gọi cho mẹ ạ. Mình phải làm gì bây giờ? Khoan, nghĩ ra rồi. Đưa đây cho cô. Hả? Cô đang nói gì em không hiểu. Điện thoại ấy. Khoan, nó không ở đây. Chắc là cô tưởng tượng thôi ạ. Cứ liệu hồn. Mắt cú đấy nhé. Phù, được một phen hú vía. Nhưng mà mình lừa được cô. Đó chỉ là một bức ảnh trên điện thoại. Mình quả là thiên tài. Hài dã man con ngan. Này, chú ý vào. Toán học không phải lúc nào cũng thú vị. Con phải nói. Sunny, nhìn đi nè. Wow, hay quá đi mất. Rum rum. Một chuyến đi thật mượt mà. Bíp bíp. Trình lái xe ổn đấy. Tớ còn chẳng có bằng lái. Đang xảy ra chuyện gì ở đây? Đưa cho thầy. Không nghịch trong lớp. Úi, em xin lỗi. Không được nghịch nữa, thầy nghiêm túc đấy. Đang chơi rõ là vui. Bắt lấy Sunny. Đến nè. Ném chuẩn đấy. Tiếp tục đi. Liễu. Đã bị chặn. Thầy đã nói gì? Giữ bình tĩnh. Thầy không nghi ngờ gì cả. Lại hòa nữa à? Hòa lần thứ 20 liên tiếp rồi. Kéo cất giấy. Nó không bao giờ làm thầy thất vọng. Máy bay của tớ đã sẵn sàng cất cánh. Wow, nó đang bay lên. Có chừng. Tớ cảnh báo rồi nha. Tớ thấy chóng mặt quá. Xin lỗi, tớ chỉ lỡ tay thôi. Chờ chút, tớ đã có một ý tưởng. Đầu tiên tớ cần một tờ giấy. Tớ sẽ cắt ra số 0 và dấu X, rồi đặt tạm sang một bên nè. Tiếp theo mình sẽ lấy cuốn sổ và dán hình lưới lên đó. Đó là một bàn cờ caro. Chơi trò này để giết thời gian. Chơi thôi nào. Tớ sẽ đi trước. Tớ chơi hơi bị đỉnh đấy. Đừng có tự tin quá. Hả? Hai đứa nhỏ đang làm gì? Bài học thực sự rất thú vị. Cảm ơn thầy đang cố hết sức. Đổ bóng một chút ở đây nè. Mình đang tạo ra một kiệt tác. Gậy bút chì mất rồi. Tại sao điều này luôn xảy ra với mình chứ? Phiền phức chết đi được. May mà lúc nào mình cũng chuẩn bị kỹ càng. Mình luôn giữ một cái gọt bút ở đây. Đây rồi nè. Nhưng mà nó đầy mất rồi. Phải đổ đi mới được. Này, gì vậy trời? Cậu đang đùa tớ à? Có lẽ tớ mạnh mẽ hơn tớ tưởng. Cậu nói gì cũng đúng. Nhưng điều đó không giải quyết vấn đề bút chì của tớ. Phải làm sao bây giờ? Đã quá. Alex, cậu đang làm gì vậy? Tớ đang mài cây bút chì. Không phải rõ ràng sao? Không hẳn. Chẳng ăn thua gì. Dừng lại. Sao thế? Nó đáng bị vậy. Đặt gậy xuống mau. Được rồi, có lẽ cậu nói đúng. Tớ có kế hoạch dự phòng. Không. Tớ phải làm gì bây giờ? Để tớ giúp cậu. Dùng cái này đi. Câu trả lời cho mọi vấn đề của tớ. Hãy chờ đấy bút chì. Ngoài bút sẽ trở nên nhọn. Dùng cái này dễ hơn nhiều. Cảm ơn Sunny. Có lẽ cậu nên nhẹ nhàng một chút Alex. Cậu nói gì tớ không hiểu. Thôi thôi đủ rồi đấy.
vỏ ba bút chì bắn tứ tung khắp nơi. Cậu ấy mất kiểm soát rồi. Nữa, tớ muốn thêm, có nghe không? Cứ như bị chập mạch ấy. Chuyện này càng lúc càng kỳ quặc. Chờ chút, hay mình thử dùng chiếc chai này. À ha, đã nghĩ ra cách rồi. Mình sẽ tháo nắp và đục một lỗ trên đó. Kích thước vừa đủ nè. Tiếp theo mình sẽ cần dùng bắn keo. Mình sẽ phun keo xung quanh lỗ, sau đó mình sẽ gắn gọt bút vào. Rồi chờ cho keo khô lại. Sau đó mình sẽ đóng nắp chai như cũ. Đây chính là thứ cậu ấy cần. Alex, dừng lại. Cậu thử cái này đi. Một cái chai rỗng á? Khoan, bên trong có một cái gọt bút. Tớ sẽ thử xem sao. Chúc tớ may mắn đi. Mọi vỏ bào đều rơi xuống chai. Cảm ơn Sunny, cậu là nhất. Đập tay nào. Đây rồi, phải đổ chai thôi. Cái quái. Đúng là như vậy. Quá trời thức ăn bị tịch thu này. Nhưng quy tắc là quy tắc, không gì có thể quá mắt mình. Bụng mình đang sôi cuồn cào. Mình sẽ ăn nhẹ cái gì đó. Sẽ không có ai biết đâu. Sô-cô-la, bà cháy bọ chết. Ôi, suýt nữa thì làm rơi kẹo. Không ổn chút nào. Mình phải vào lớp thôi. Và mình phải trông thật đáng gờm. Đứng đó. Em biết mà, không được ăn trong lớp. Đây là khu vực cấm ăn vặt. Thầy bị dính sô-cô-la trên mặt ạ. Em đang nói gì thầy không hiểu. Nhưng vẫn không được mang thức ăn vào. Không công bằng gì cả. Suýt thì ngã sấp mặt. Khoan, xin nách của mình. Không thể chán hơn nữa. Mình đã thèm ăn kẹo từ sáng. Phải nhặt lên mới được. Vãi tung tóe rồi. Kẹo gấu dẻo văng đầy trên sàn. Mà chờ một chút. Nhìn mà xem. Mặt trời đang làm chảy kẹo gấu dẻo kìa. Để nhìn xem nào. Chà, mình đã nghĩ ra một ý. Mình sẽ tháo cục tẩy trên cây bút chì. Rồi nhét ống hút vào. Thế này nè. Cắt bỏ phần dư thừa. Có vẻ chuẩn rồi đấy. Bây giờ mình sẽ lấy nến đã được thắp. Mình nấu chảy kẹo gấu dẻo trên ngọn lửa. Thơm ngọt ngào. Mình muốn nó chuyển thành dạng lỏng. Sau đó, mình sẽ đổ nước kẹo dẻo ngon lành vào ống hút. Cẩn thận kẹo làm đổ nhé. Rồi chờ cho nó cứng lại. Kẹo gấu dẻo bí mật. Oh yeah. Lại là em à? Em không có đồ ăn gì. Bim bim ngon nhức nách. Phew, thành công. Chiêu đãi bản thân một chút. Ngon xỉu luôn đó. Đúng thứ mình đang cần. Ngon quá. Bạn tự thấy mình là người khéo tay sao? Vậy thì hẳn bạn biết cách tận dụng sức sáng tạo của mình rồi. Nhưng dù bạn có tinh thần nghệ sĩ như thế nào, thì cũng có những mẹo chỉ những nghệ sĩ thông minh nhất mới nghĩ ra. Và chúng tớ ở đây để chia sẻ các bí mật hội họa đẳng cấp nhất cho bạn. Khi bạn đang xem các mẹo này với sự tinh tế nghệ thuật của riêng mình, bạn sẽ là đối thủ đáng gờm lắm đây. Nói nhỏ này, nếu tác phẩm đầu tiên của bạn được trưng trong phòng triển lãm, thì hãy nhớ đến chúng tớ nha. Tuyệt vời ông mặt trời. Thỏa sức sáng tạo thôi nào. Hả? Ai thế kia? Ăn bận hay ho ghê. Anh chàng này chui từ đâu ra đây? Tụi mình chào đi. Ê, chào cậu. Tay trần á. Ôi, không có mực, đời không nể. Tớ sẽ mét thầy giáo cho mà xem. Không có mực á, hổ báo cáo trồn hả? Thưa thầy, em không thấy thầy đang bận hả? Bước đầu tiên, xong. Gì nữa ta? Nè, ở trường chẳng ai thích con cả. Xong thì hết bao nhiêu tiền ạ? Thôi, đừng có tơ tưởng vớ vẩn. Nhưng mà hình xăm giả thì cũng ok là. Con thích sao đúng không? Thế này không hề đau đớn chút nào. Nhúng vào nước và tạo thật nhiều hình thù. Nhúng một lần nữa nè. Thích làm cả tá cũng được. Thấy các hình đang nổi không con? Ồ, chờ chút. Alo, mẹ làm gì đây? Wow, sảng khoái nha. Con đó sao?
Làm cả tay con đi. Làm con nhẹ nhá. Không mẹ ơi, con không muốn quay lại đâu. Rồi ạ. À. Không thể tin được. Này các cậu ơi, nhìn đi. Tớ cũng có mực nhá. Ủa, này, cũng là dân giang hồ đấy kìa. Wow, ngầu bá cháy nha. Cậu làm ở đâu vậy? Mẹ tớ đấy. Hey. Mẹ cậu xịn xò quá đi mất. Này cô gái, quay lại đây. Bay. Đừng bỏ con đi mẹ ơi. Mẹ đi một tiếng thôi mà con gái. Ôi, đứng dậy nhanh. Mẹ đi một tí rồi về nhá. Chơi với em con nhá. Thật luôn hả? Nhìn tới mệt kìa. Thôi đừng khóc, mình chơi với nhau. Chơi đua xe nhá. Yeah. Thôi, chơi cái đó cũng được. Em muốn xe trắng cơ. Ngồi xuống sàn đây này. Không biết mẹ sẽ đi tới bao giờ. Có cái xe mà chơi mê mẩn. Sao kiểu con trai thích đồ tồ thế. Kìa, mình nghĩ ra trò để chơi rồi. Mình sẽ vẽ lên bàn luôn. Em làm cái gì vậy? Hư đấy nhở. May mà anh có giấy mềm. Rồi ạ. Vậy là sạch bóng luôn. Giờ làm gì đây ta? Ai mà chẳng thích bóng đá nhỉ? Chơi đi, vui lắm á. Ê, xem này. Bắt lấy. Trượt rồi. Nhưng vui lắm ạ. Ê, xem anh làm siêu không? Cầu chưa? Không. Gabi. Dạ. Em không được vẽ lên đồ đạc như thế. Dặn bao lần rồi. Xin lỗi. Không cho thì thôi. Làm gì mà căng. Có cả cái tường luôn này. Mình sẽ tạo nên một tuyệt tác luôn. Vẽ thôi nào. Mỏi rụng tay mất. Gabi, em đâu rồi? Không. Ôi trời. Mẹ về rồi nè. Ôi rồi. Mẹ về rồi. Con vẽ bức tranh này cho mẹ đấy. Có mỗi việc trông em mà cũng không xong. Thằng chửi đánh này. Khoan đã, không thể để chuyện đi quá xa. Bỏ sáp màu xuống. Gabi, đừng làm thế. Bỏ xuống ngay. Gì? Nhìn quá, anh đến ạ mày thôi. Anh bẻ gãy sáp màu của em rồi. Ui, anh xin lỗi, đừng khóc mà. Bạn muốn làm gì đó vui vui với sáp màu? Chỉ cần dùng lưỡi dao cạo sáp ra. Và dùng thật nhiều màu. Nhấn và trải ra. Bạn còn có thể vẽ lên đó. Đây là ngài cầu vồng. Đừng quên chân nhá. Đó. Có xinh không nè? Đẹp quá à. Cho em thử nhá. Mẹ về rồi nè. Không có mẹ vẫn chơi ngoan hả? Tiếp đi. Nhìn hai đứa chơi với nhau cưng chưa kìa. Có lẽ mình thêm một chút ở đây. Hoặc mình đổ bóng. Chết tôi rồi, lại trễ rồi. Gabi. Dạ, em chào cô. Em xin lỗi ạ. Vào chỗ đi. Em cảm ơn. Học đến đâu rồi? Cả lớp chú ý. Đây nhá, các em bắt đầu đi. Em nghe rõ rồi ạ. Mình cũng làm được chứ sợ gì. Nhưng không phải với Sơn. Phải dùng đến Coca nè. Thử thách được chấp nhận. Mong là mình mang đủ đồ nghề. Trời. Xin lỗi nhá. Chờ một chút. Kìa, có cục tẩy. Nhưng cục tẩy mà làm gì nhỉ? Cậu ấy có cả một vali đồ. Chỗ kia sẽ đến cả trăm cái cọ. Mình thì chẳng có cái nào. Để nghĩ xem nào. Cho mình mượn đồ nhé.
Gì cơ? Đúng rồi. Sơn á? Mơ đi gái ơi. Thật là ích kỷ mà. Phải tự lực cánh sinh rồi. Nhưng mình nghĩ ra ý cực hay nhá. Để em đi. Cô đang không nhìn nhờ. Tốt. Có giấy này. Trong tủ còn gì nữa ta? Có cái mịt. Bingo. Sơn nè. Chuẩn về chỗ nhanh không cô thấy. Cậu ấy vẽ được một nửa rồi. Bắt đầu với màu đỏ nào. Và không có cọ thì dùng tay luôn. Dùng tay vẽ cũng đỉnh lắm đó nha. Bạn đã thấy chú vẹt chưa? Nét đậm này giống như lông vũ vậy. Nhìn giống hình con vẹt rồi đấy. Trông cứ y như thật vậy nè. Nào, hạ cọ xuống các em. Justin, em xong chưa? Của tớ chỉ có đỉnh của chóp. Thì cũng được Justin. Còn của Gabi thì sao? Ngẫu hứng thôi à, em không dùng cọ chút nào. Thật không thể tin được. Đẹp xuất sắc trò ngoan. Giỏi lắm Gabi. Thế ạ, em cảm ơn. Madison ơi, nhìn này, hy vọng là cậu thích kẹo mút. Nhưng đâu mới là kẹo mút thật? Chiếc này nè. Hay không nào? Wow, đỉnh của chóp luôn. Chúng ta vào bài học hôm nay nhé. Bài hôm nay rất là thú vị đấy. Nóng lòng quá à. Từ đầu tiên này, các con hãy viết từ này vào vở. Bắt đầu đi. Từ này dễ ở đấy mà. Đúng rồi, tập trung nhé. Con xong rồi, thầy thấy sao ạ? Cái gì vậy? Chúng ta thử lại nhé. Thử viết chữ cái R. Con hiểu rồi, con biết viết chữ cái đó. Đúng rồi, phải thế chứ. Được chưa ạ? Nghề gõ đầu trẻ đôi khi cũng chẳng hợp với mình chút nào. Khoan, cây treo đồ được đặt tiện lợi ở kia khiến mình nảy ra một ý. Điều này sẽ thay đổi tất cả. Đầu tiên mình sẽ viết chữ cái R, sau đó đổ bóng cho nó. Tiếp theo, mình sẽ vẽ một bông hoa xinh xắn, rồi đến khuôn mặt. Và thân mình này. Xinh quá đi mất, nhưng phải tô màu vào nữa. Mỹ thuật thú vị hơn đánh vần nhiều. Mình sẽ áp dụng phương pháp này. Giờ mình vẽ các giọt mưa. Con có thể vẽ viền cho áo mưa không? Wow, có ạ. Con sẽ vẽ ngay. Vẽ thế này dễ hơn hẳn ạ. Wow, tuyệt vời ông mặt trời. Thầy có thấy không ạ? Làm tốt lắm. Thầy biết con làm được mà. Tặng tranh cho bé này. Cậu chỉ được thế thôi sao? Hả? Khoan, tớ chuẩn bị hạ gục cậu rồi Jared. Chúng ta bắt đầu bài học hôm nay nhé. Đừng làm cho con bò nữa. Nghe chủ đề này. Hôm nay thầy muốn các em vẽ một bức tranh. Thú vị đấy. Chán ỏm. Madison đang làm gì nhỉ? Mình chẳng nghĩ ra cái gì cả. Học vẽ vời làm gì cơ chứ? Nhưng thầy giao bài thì phải làm thôi. Nhiều sơn quá, biết chọn gì giờ. Thấy phiền muốn chết đi được. Chờ chút. Cậu đã hoàn thành rồi à? Nghĩ đi nào. Có cách rồi. Mình sẽ dùng sợi dây chuyền. Mình đã sơn màu trắng cho toàn vẽ. Mình sẽ xếp các sợi dây chuyền theo vị trí và góc khác nhau. Sau đó mình sẽ nhỏ sơn lên toàn vẽ. Mình sẽ đan xen màu ở các rìa. Sau đó, mình kéo dây chuyền qua vòng kim loại này. Sơn sẽ được kéo theo và tạo thành hoa văn độc đáo. Tớ biết, quả là một kiệt tác. Mọi người cứ vỗ tay đi. Cậu đang nói về cái gì cơ? Wow, đẹp dã man. Nhưng unicorn của tớ đẹp hơn. Cậu cũng biết mà. Jared, cách em phối màu, cảm xúc trong đó. Thầy biết là có một họa sĩ thiên tài ở đó mà. Cũng được Madison. Điểm của các em đây, phù hợp với bài làm. Hoan hô Jared, hoan hô. Nhưng em giỏi hơn cậu ấy. Tỉnh dậy đi gái, em yêu thầy lắm ạ.
sao mà lâu quá vậy trời? Thôi nào, nhanh lên chứ, mình không thể chờ đây cả ngày. Cho qua nào, úi, có bức tường chắn rồi. Nhột quá đi, mình thích phòng nhà sĩ này. Jared, trật tự nào. Hả, mẹ nói gì cơ? Dừng lại, mình đến đây mỗi tuần được không ạ? Jared, đừng làm thế. Ừ, gì đây, mềm và mịn như bông ấy, cứ như đang được ôm gấu teddy to đùng vậy. Oh yeah, lên sàn. Từ từ đã anh bạn, ngồi xuống. Không nghịch ngợm nữa nghe chưa? Mình vẽ tranh nhé. Ừ, con thích vẽ lắm ạ. Xem nhé con yêu. Đầu tiên, mẹ sẽ vẽ các đường nhỏ trên giấy. Mẹ sẽ dùng các màu khác nhau và sắp xếp chúng theo đường tròn. Tiếp theo, mẹ sẽ dùng bút dạ màu đen chấm vào đỉnh của mỗi đường. Sau đó mẹ dùng bút ngòi mỏng để vẽ các đường nhỏ hơn. Trông giống như một nhóm bạn vậy. Mẹ sẽ cho các bạn nắm tay. Rồi mẹ sử dụng bút chì để vẽ bóng. Dùng ngón tay thoa nhẹ để nhìn tự nhiên hơn nhé. Con thấy thế nào? Rất đẹp phải không? Wow, hay quá đi mất. Đến lượt con đấy, con trai à. Xin lỗi đã để cô chờ. Chào cả nhà, mời vào trong. Bác sĩ chờ tôi một. Mà thôi khỏi, mẹ phải đi đây. Đi nào con yêu. Chậm thôi bố. Nhưng còn cuộc thi. Còn một bức tranh phải hoàn hảo. Còn rất tài năng bé cưng à. Nhưng nhanh lên, mình phải đi thôi. Đồng hồ đang tích tắc. Đừng có giục con. Bố, chờ đã. Ôi không, con gái nhỏ của bố. Không sao đâu, có bố đây. Không phải, rách tranh của con rồi. Bố nhìn này. Đúng là rách tranh mất rồi. Còn cuộc thi thì sao chứ? Mấy giờ rồi nhở? Nghĩ đi, nhất định phải có cách xử lý. Đúng rồi, bố đến giải cứu đây. Bố sẽ vẽ tranh bằng hai chiếc bút, giống như hình ảnh phản chiếu vậy. Không ngờ bố vẽ khéo thế này. Đó, xong rồi. Cũng đẹp phải không? Wow, con thích lắm ạ. Thôi, vào trong đi. Bố ở ngay sau con. Con đến đây rồi ạ. Wow, thật không thể tin được. Bố biết con sẽ làm được mà. Tất cả đều nhờ vào tài năng của bố. Đã đến lúc tạo nên kiệt tác tiếp theo. Chắc là đủ sơn rồi đó. Giờ mình sẽ phết sơn ra. Chào bé cưng, tắm mát dễ chịu quá cơ. Mình sẽ sấy tóc luôn. Cảm giác gió luồn qua kẽ tóc thật sảng khoái. Shalala, hứ, mẹ, cẩn thận chứ. Mình sẽ thử kiểu tóc mới. Ô kìa, mẹ, con thích chiếc mũ đó. Nhìn cũng chất trời đấy. Không, mẹ, mẹ làm hỏng tranh của con rồi. Sao mẹ lại làm thế? Mẹ có biết mình đã làm gì không? Nghe được rồi, tất cả là tại mẹ đây. Con phải làm gì bây giờ chứ? Ôi con trai, mẹ xin lỗi nhiều, mẹ không nhận ra. Đừng buồn mà, mẹ sẽ sửa lại cho con. Mẹ nghĩ ra một ý hay này. Quan sát nhé. Mẹ sẽ đổ sơn acrylic lên một toàn vẽ. Mẹ sẽ đổi thành một hình tròn và mẹ sẽ dùng các màu sắc khác nhau. Sau đó, mẹ chiếu máy sấy tóc vào toàn vẽ. Vậy là chúng ta có hoa văn sóng. Sơn sẽ hòa vào nhau và tạo hiệu ứng đặc biệt. Mẹ, nó đẹp tuyệt vời. Đúng vậy ha. Nhưng mẹ sẽ không làm được nếu không có máy sấy tóc. Wow, thông minh thật. Cách này hay quá. Bây giờ con sẽ vẽ gì đó. Đúng rồi, phải thế chứ. Từ từ đã mẹ. Con sẽ cần máy sấy tóc. Thôi cũng được. Tóc mẹ vẫn chưa khô hẳn, nhưng không sao cả. Bánh này nướng cũng không lâu lắm.
Trong khi chờ, mình sẽ dọn dẹp. Mẹ ơi, nhìn này, nhà mình đi du lịch đi. Bãi cát vàng óng thật hấp dẫn. Mẹ thấy thế nào? Mẹ cũng muốn đi du lịch lắm. Nhưng để mẹ kiểm tra cái này đã. Mẹ đang hơi túng tiền. Có vé máy bay này, rồi đặt phòng khách sạn. Không, nhà mình không đi được đâu Jared ạ. Ủa, thật không công bằng. Không sao, con sẽ tưởng tượng mình đang ở trên đảo nhiệt đới. Mẹ rất tiếc con yêu. Mẹ có cái này cho bé này. Chắc con sẽ thấy vui hơn đấy. Nhìn cái này mà xem, vỏ sò trên bãi biển này. Khoan, đúng là đẹp thật. Nhưng mẹ đừng hòng mua chuộc con bằng một cái vỏ sò. Cứ tưởng là con sẽ tạm quên đi. Giờ mình phải làm gì đây? Chắc phải có cách chứ. Khoan đã. Hay là mình thử dùng giấy bạc này nhỉ? Mình sẽ bóp sơn lên toan vẽ và vo viên giấy bạc lại. Mình sẽ chấm nhẹ giấy bạc lên sơn. Việc này giúp trộn đều màu và tạo nên cấu trúc cho bức tranh này. Sau đó mình sẽ thêm một vài chi tiết như vỏ ốc này. Giống hệt như đang ở bãi biển, mình còn tưởng tượng thấy tiếng sóng vỗ vào bờ. Jared, nhìn mà xem, thật yên bình phải không nào? Wow, nhìn tranh này làm con muốn đi phơi nắng. Đẹp lắm mẹ ạ, à, nhưng nó đâu phải là kỳ nghỉ. Khoan, mẹ có một ý tưởng khác, mẹ sẽ gắn biển giao bán. Giờ thì chờ thôi. À ha, một tên khờ, à nhầm, một khách hàng có gu. Chuyện gì vậy trời, giàu to rồi. Như thế nghĩa là, trời đất ơi, hôm nay là ngày tuyệt vời nhất, mẹ là số 1. Chờ mẹ với. Khi nào về nhà mẹ lại vẽ tranh tiếp nhé. Con đã lên kế hoạch cho kỳ nghỉ tiếp theo. Tối nay qua nhà tớ dự tiệc nhé. Tiệc cháy lắm luôn đấy. Hai mấy nàng, tránh ra đi. Chắc họ không thấy mình thôi. Kính đâu mất rồi ta? Xin chào, có ai không giúp tớ với? Ánh sáng gì vậy? Của cậu hả? Khoan đã. Cầm lấy nhanh hộ cái. Không tin nổi là mình cầm thứ đó. Phải khử trùng mới được. Ổn hơn rồi. Wow, mọi người ơi, Ellie, mình chụp ảnh đi. Cười nào. Các cậu là tuyệt nhất quả đất. Có chuyện gì vậy? Trực thăng sao? Ai vậy trời? Cảm ơn anh phi công. Rất vui được gặp các cậu. Giàu cỡ này cũng không dễ thở đâu. Tiết này chán như con rán. Này, tập trung vào bài đi. Chúng ta sẽ làm bài kiểm tra toán. Mình chỉ đếm tiền thôi, chẳng gì khác. Chả quan tâm, mẹ còn đang bận đây. Mong là sẽ được điểm cao, mình đã ôn bài cả đêm. Không có trao đổi gì đâu nhé, bài của các em đây. Đây nè. Mình đã có người làm bài hộ rồi. Câu này dễ ợt. Tiền thật là hấp dẫn. Điểm cao này. Cảm ơn. Cô cũng cảm ơn em vì cái ô tô xịn nhé. Em về đây ạ. Câu này khó ghê á. Nhưng mình làm được rồi. Đã xong. Quả là không uổng số tiền bỏ ra. Này này, cô gì ơi, cô cầm đi này. Cảm ơn em. Đúng là trò tốn thời gian vô bổ. Ok, cô đã chấm bài của em. Ê gì à, em làm tốt lắm. Wow, A cộng ạ. À? Yeah, em cảm ơn. C á? À? Sao được? Này, tôi trả tiền mà làm thế à? Biết phải nói gì đây nhỉ? Bực hết cả mình luôn ý. Alo, bố ạ, à? Con cần một tên mọt mới. Cất sách vở vào hộc tủ của mình cái đã. Mình thực sự phải mua khóa thôi. Hả? Phòng bí mật á? Mình chưa từng thấy phòng này. Chà, để vào xem một lượt cái nào. Wow, trong này rộng quá. Nhìn âm cúng ghê. Ít ra mình cũng có chỗ đọc và học bài. Wow, ra là thế sao? Mình phải đến đây thường xuyên hơn mới được. Wow, chào Ellie. Tại sao? Làm như mình thèm nói chuyện với Justin ý. Chả hiểu cái mô tê gì ở đây. Thư giãn một chút nào. May mà mình có một chỗ riêng để nghỉ ngơi thư giãn. Bạn cần có thẻ vàng mới vào được. Thế này mới chuẩn nè.
Thiên đường là đây. Đi chơi thôi nào. Kính VR nhìn hay ho ghê. Wow, nhìn y như thật ý. Mỏi ghê cơ, mình phải thư giãn thôi. Đây là phương pháp bảo mật hiện đại nhất. Cần tắc vô ai náy mà. Ơn giời chị đây rồi. Xin mời ngồi. Trời phiền ghê, cứ nhất thiết phải nói chuyện hả? Tôi muốn được thư giãn hoàn toàn. Vâng ạ, em sẽ đắp mặt nạ cho chị nhé. Tiền không mua được tất cả, mà là rất nhiều tiền. Mặt nạ bằng vàng đấy. Làn da của chị đáng giá cả triệu đô la. Mà cũng đúng thôi, một tuyết mặt nạ vàng này có giá trị tương đương mà. Của cô đây. Yêu nghề quá đi. Sao cô còn ở đây? Đời phải thế này chứ. Chẳng biết nên ăn gì đây. Quá trời món để chọn này. Nhưng bố ơi, con muốn unicorn cơ. Này, đằng này nè. Tôi sẽ mang lên ngay ạ. Nhanh nhẩu lên đấy. Xin mời ạ. Chúc chị ngon miệng. Sao mình phải ngồi cạnh cậu ta chứ? Ôi trời quỷ sứ. Bồi bàn. Cảm ơn. Món nào cũng nghèo. Được của nó. Mời quý cô ạ. Khu của chị là nhiều tiền. Ngon hết sảy. Nhưng không phải ai cũng được ăn. Trời, này. Ê, lại đây. Tiền của quý cô đây ạ. Ngon muốn xỉu. Hả? U là trời đất ơi. Vàng ngon quá. Cả hai người họ như trò hề ấy. Mình đói bụng quá. Có gì ăn thì thích biết mấy. Nhưng sao giờ? Chẳng được chọn mấy ở đây. Đúng rồi. Mình hợp màu này ghê. Cuộc săn bắt đầu nào. À ha. Thơm ngon mọng nước. Đây gọi là đồ ăn nhanh nè. Dễ như trở bàn tay. Món ngon đây rồi. Mình yêu nhện. Hả? Đúng rồi, mình quên mất hai người này. Phải tìm công việc mới thôi. Cái gì vậy? Ngủ đã mắt ghê. Dậy chuẩn bị nào. Không có nước á? Thế thì rửa giấy kiểu gì cơ chứ? Thôi, ít nhất mình vẫn đánh răng được. Ai cần bàn chải chứ? Thơm mát bạc hà. Ok. Dùng giấy là ổn rồi. Mặc gì giờ ta? Ok là dễ thương ha. Chà, thôi thế này là ổn rồi. Không, không, dù thuyền đó quá nhỏ. Thức dậy đi nào, trời ạ. Chắc mình phải sáng tạo mới được. Wow, mình đỉnh quá. Cô à, dậy đi. Yuhu. Đúng rồi, cô ấy không cưỡng lại nổi vàng đâu. Vàng, quả là giấc mơ tuyệt vời. Vẫn làm việc xuất sắc như thường. Tôi làm đúng phận sự thôi. Bye. Đã sáng rồi sao? Điện thoại make up của mình đâu rồi? Alo, đến giúp em với. Chị có thể làm gì cho cưng nào? Làm cho em xinh đi, trang điểm giúp em phong cách công chúa. Tiền đâu là đầu tiên cưng ơi. Rồi. Cầm đi ạ. Ù thánh trời ơi, hồi xin. Việc gì cũng đến tay mình là sao vậy trời?
chán như con dán. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục ngay bây giờ. Ê, tới màn thú vị này. Cử nhân đầu tiên của chúng ta là Cheryl. Các fan yêu quý của mình, bạn chỉ tốt nghiệp vì bố bạn mua tặng trường một cái bể bơi thôi. Xin chúc mừng. Sao anh dám đụng vào tôi? Eo, tôi không thích. Tôi đi đây. Xin một tràng pháo tay cho Cheryl. Tiếp theo, Ellie. Nhớ bảo nhiếp ảnh gia chụp góc đẹp của tôi đấy. Đây là bằng của bạn. Yeah, tốt nghiệp rồi. Thì đúng rồi. Selfie nào. Ồ, cưng ghê. Mời rời sân khấu. Cuối cùng chúng ta có SC. Em rất vui mừng ạ. Giấy gì đó của em này. Thế thôi ạ. Anh đã tự hứa là sẽ không khóc. Lại đây bé ơi. Ok, bình tĩnh lại đi Kevin. Em xứng đáng lắm SC. Wow, bằng danh dự. Woo, yeah, giỏi lắm SC. Đây là ngày tuyệt nhất trong đời em. Lại là một ngày lao động hăng say. Mình sẽ không để ai vào lớp. Đứng yên ở đó. Cô biết tôi là ai chứ? Cứ chờ đấy, tôi sẽ mách bố tôi. Ông ấy sẽ không vui đâu. Được rồi. Thank you. Chỉ là tên lẻ thôi, chẳng thèm nhặt đâu. Bọn nhà giàu. Cái chị bảo vệ kia nhìn dữ quá. Chị ấy làm mình thấy sợ quá. Ok, đi nào. Mình làm được mà. Cứ tỏ ra thật tự nhiên. Đứng im. Cái đó có an toàn không? Mình biết nó sẽ làm như vậy mà. Không, em không được vào. Ra khỏi đây đi, em nghèo. Chị đâu cần phải tỏ ra xấu tính như vậy. Cái quái. Wow, đau quá đi mất. Mình đã ngã xuống cái gì? Hả? Đó là kim cương à? Wow, đúng là kim cương mà ơi. Có thấy em có gì khác không? Kiểu như lấp lánh chói lóa. Vậy em được vào trong chưa? Chị sẽ để máy quét quyết định. Mình có linh cảm tốt về chuyện này. Hả? Nói hiện là giàu. Chẳng hiểu gì cả. Nhưng máy quét không nói dối. Xin mời vào. Thật à, ý em là hiển nhiên mà. Mình sẽ sắp xếp sách vở trước. Lấy sách giáo khoa nè. Không biết hôm nay sẽ học gì nhỉ? Mong là bài học sẽ thú vị. Ừ, tốt, vừa kịp lúc. Máy bay phải dừng lại để tiếp nhiên liệu. Chúng ta có thể bắt đầu chưa? Tớ đã đặt chỗ ở nhà hàng rồi. Wow, nhìn cuốn sổ tay đó kìa. Tớ biết, nó thực sự rất đặc biệt. Nhưng cậu chưa thấy hết đâu. Không, không thể nào. Xem điện thoại nè. Tớ không thể tin nổi vào mắt mình. Tớ muốn chạm vào nó. Thôi không, đừng mơ. Rất ngầu phải không nào? Tớ đang cảm thấy khoái hình cupcake. Tớ sẽ dán nó vào sổ tay. Tuyệt vời ông mà trời. Ghen tị cũng là lẽ thường. Sổ tay của mình thật đơn điệu. Mình chẳng bao giờ có đồ đẹp. Cuộc đời thật bất công. Mà chờ một chút. Mình đã nghĩ ra rồi. Đầu tiên, mình sẽ cắt những hình này ra. Chỉ nhìn thôi đã thấy đói bụng. Ok, đó là hình cuối cùng. Nhưng vẫn còn nhiều việc cần làm. Lẽ ra mình phải làm theo công thức chứ. Cha qua nào. Cứ kệ tôi. Tôi chỉ cần đúng một thứ thôi. À ha, đây chính là thứ mình đang tìm. Không, không phải bánh sừng bò. Mình cần tờ giấy nướng này. Thật khẽ khàng thôi. Không thể để đầu bếp thấy mình. Một vụ trộm hoàn hảo. Chỉ còn một xíu nữa thôi. Mình đã cắt giấy nướng thành các hình vuông. Sau đó mình sẽ đặt các hình vẽ lên. Rồi dán lại bằng băng dính. Dán cho thật mịn nha. Còn nếp nhăn sẽ xấu lắm. Bây giờ mình cắt chúng ra. Cứ từ từ thôi. Mình cần cắt đúng theo đường viền. Ok đấy. Bây giờ mình có thể bóc giấy nướng ra và dán hình vào cuốn sổ tay. Xinh quá đi. Và làm tương tự với phần còn lại. Wow, chưa gì đã thấy đẹp hơn hẳn. Không thể quên lát pizza này. Ê, Alex,
cậu nhìn cái này đi. Hả? Các màu sắc và hình ảnh. Wow, đẹp thật đấy. Tớ đã hy vọng cậu sẽ nói thế. Cái gì thế này? Chào, cho tôi một bát. Cái đó. Mất công đi học để làm ở đây. Nhưng con chẳng biết nó là cái gì. Tôi gọi nó là đồ màu xanh của em đây. Thứ này có hơi nhất. Đợi xíu. Cứ thăng thả. Sao không rơi ra vậy? Ai cần bát cơ chứ? Được rồi. Chúc ngon miệng. Ôi trời đất. Đồ ăn miễn phí. Còn lâu mình mới ăn thứ đó. Mình sẽ đặt riêng. Trông ngon quá. Mấy cục này còn đậm vị hơn. Ngon ghê. Háo hức quá. Thế ghê quá đi. Sao cậu ấy có thể ăn chứ? Quản gia. À, chuẩn không cần chỉnh. Cảm ơn quản gia. Tôi chỉ thích những thứ đắt đỏ. Và chẳng có gì ngon hơn sushi tươi. Nhìn hấp dẫn quá. Chưa gì đã chảy nước miếng. Khoan, tiếng vo ve ở đâu vậy? Có con ruồi. Và nó đậu trên sushi. Làm gì bây giờ? Hỏng mất rồi. Muốn nói quá má ơi. Có gì ta tát đâu, chỉ là một con ruồi. Ê Alex, cậu cho tớ nhé. Cứ tự nhiên. Mong là cậu sẽ ổn hơn. Biến đi ruồi. Xịn đấy. Ngon tuyệt cú mèo. Không thì tin được họ bắt mình ngồi trên sàn. Thế này khó vẽ quá. Hả? Có con mưa tiền à? Có chuyện gì vậy trời? Xong rồi họ tặng cho tớ kim cương. Một viên, có tưởng tượng nổi không? Lớp học sắp bắt đầu. Vừa đúng lúc. Tớ vào học đây. Nói chuyện sau nha. Em định đi đâu thế hả? Đứng đó đã. Có vấn đề gì ạ? Để cô kiểm tra cái đã. Em không có thời gian đâu. Đúng như cô nghĩ. Em không mặc áo sơ mi. Cứ chờ đấy mà xem. Bố ơi, gửi trực thăng cho con ngay. Có chuyện gì thế này? Có bão các em ơi. Mau nấp đi. Ồ, giao hàng đặc biệt dành riêng cho mình. Cảm ơn nhé. Đúng thứ mình đang cần. Mặc áo vào thôi. Thế này là được rồi. Và sơ vin vào. Phải thật bảnh bao. Lúc nào cũng vậy. Làm lại nào. Bây giờ em được vào lớp chưa? Chờ xíu. Có tiến bộ. Em đã đáp ứng yêu cầu. Xin lỗi vì sự bất tiện này. Em cảm ơn. Mình sẽ phải làm gì chứ? Hay là mình giấu áo phông đi? Đứng lại đó. Để cô kiểm tra trang phục. Đừng có lắc lư nữa. Em thích trai này. Dừng lại. Đủ rồi. Ta-da. Hay lắm. Nhưng em chỉ muốn vào lớp thôi ạ. Khoan, mình đã có một ý tưởng. Mình sẽ cắt một đoạn giấy như này. Sau đó mình sẽ quấn nó quanh cổ, tạo thành chiếc cổ áo dễ thương. Đi thế nào? Wow, ấn tượng đấy. Chưa từng thấy cổ áo đẹp như vậy. Em vào đi. Dạ. Nhìn nơi này Alex, rất phong cách đúng không? Tớ thích lụa ý hơn là giấy. Nhưng tớ tự tạo ra quy tắc. Tớ sẽ không đeo cổ áo đâu. Thứ này chỉ là rác. Nghiêm túc đấy hả? Mình sẽ lấy tờ giấy để ghi bài. Mình quên sờ mất. Thôi có gì dùng nấy vậy. Vừa thời trang vừa thực tế. Áo của cậu xa làm được ha. Khó dã man. Hôm nay nhiều kiến thức quá. Chuẩn không cần chỉnh. Tớ chẳng hiểu mô tê gì cả. Cứ như mấy tờ giấy lộn, chỗ nào cũng có giấy chép bài. Mình phải sắp xếp lại gọn gàng hơn. Chẳng biết bao giờ mới xong nữa. Cậu làm thủ công thế à? Tớ sẽ dùng cái này. Hả? Cái gì đấy? Hả? Cậu nhìn nhé. Tớ sẽ đặt giấy vào đây. Sau đó, xoay cái tay cầm. Nó sẽ cắt giấy ra. Rất nhanh chóng và dễ dàng. Wow! Tuyệt vời hơn mặt trời. Ước gì tớ có máy cắt giấy. Biết rồi, tớ có máy cắt giấy của riêng mình. Chẳng khác nào máy của cậu. Thấy đã quá. Xong rồi. Nhưng nó không dọn bàn cho mình. Vẫn còn một núi giấy đây này. Bài báo này thật thú vị. Wow,
có người để quên chai nước ngọt. Hình như ở trong vẫn còn một ít. Mình đang mơ hay sao? Mình sẽ thưởng thức tới giọt cuối cùng. Oh yeah, đã quá bà con ơi. Ha, hài dã man con ngan. Quá trời xin ếch, không thể vừa ăn vừa cầm điện thoại được. Mình sẽ đặt điện thoại ở đây. Ôi trời, cần tớ giúp gì không? Không sao, tớ tự lo được. Cậu có chắc không đấy? Đúng là bó tay chấm com. Tớ đã có cách rồi. Tớ sẽ đầm mạnh vào giữa cái lòng. Thử đi. Wow, hay thật đấy. Hoàn hảo luôn. Cậu đúng là thiên tài. Ăn không? Rung rợn thật đấy. Mindy. Xin chào. Mindy, em có trong này không? Mong là anh sẽ đến. Hả? À, chói mắt quá. Anh đến rồi. Tất nhiên phải đến chứ. Em nhớ anh. Em ghét cảm giác phải xa anh. Mình cứ phải lén lút thế này mãi. Anh đã chờ cả ngày để được gặp em yêu. Em cũng thế. Từ từ đã. Cấm hôn hít trong trường. Em vẫn đứng ngay đây mà cô. Nói cái gì cơ? Cái loa này hơi ồn ào. Quy định thế nào hả? Không được yêu đương mà. Cô sẽ gọi người hỗ trợ. Mau đưa họ đi. Tôi đã rõ. Mình yêu công việc này. Chỉ có một cách để trốn thoát. Mong là hiệu quả. Phải nhanh tay mới được. Sắp xong rồi nè. Được rồi. Hả? Ủa? Đây là đâu? Nhìn kìa. Cùng tham gia thử thách vẽ nhé. Rất tuyệt phải không? À, thật luôn. Chào kinh. Vương miện đó hợp cưng lắm. Thế à? Anh làm em đỏ mặt mất rồi nè. Yêu ơi, nghe mà muốn nói. Anh có thứ này tặng cưng. Bắt lấy. Yêu cưng. Ôi, mất được rồi. Anh ấy ngọt ngào quá. Chúng ta bắt đầu luôn được không? Đẹp trai dã man. Khoan, anh làm gì vậy? Xin lỗi, anh phải nghe mày đã. Anh đi đâu vậy chứ? Nghiêm túc mà nói, sao chúng ta ở đây? Thật lãng phí thời gian. Chắc em cần giấy đấy. Em cảm ơn, cứ tưởng là duyên trời định. Sao anh lại bỏ đi? Cái quái. Chúng em lẽ ra đã có thể hạnh phúc bên nhau. Con trai giống nhau hết. Thế nên em dùng hết giấy vệ sinh của cô. Cô để dành mãi đấy nhé. Mình có một ý tưởng. Mình sẽ bóp nhẹ cái ống và bẻ thành hình trái tim. Sau đó thì nhúng vào sơn đỏ. Mình muốn phủ kín phần đáy của ống. Chuẩn không cần chỉnh. Giống như con dấu vậy. Giờ mình có thể ấn nó lên một tờ giấy trắng. Chỉ cần nhấn mạnh tay một chút. Vậy là có hình trái tim rồi. Mình sẽ ấn trên khắp tờ giấy. Ấn vài lần để được đường viền giấy hơn này. Cô làm gì vậy ạ? Không tin nổi mình vẽ thứ này. Nhưng chỉ cần con bé ngừng khóc. Mà cô xong rồi này. Nhìn đâu cũng thấy bóng dáng của anh ấy. Trái tim mình đã tan vỡ. Mình không thể hạnh phúc sao? Hả? Có chuyện gì vậy? Để cô xem nào. Em làm ướt giấy rồi kìa. Không phải tại em. Em có thể dùng nỗi đau để sáng tạo nghệ thuật. Em sẽ thử xem sao. Em sẽ vẽ bên trong các giọt nước. Đầu tiên là hình trái tim dễ thương. Em sẽ pha màu vào giọt nước để tạo nên một bức tranh sặc sỡ. Em xong rồi ạ. Em rất hài lòng với tác phẩm. Anh thấy thế nào? Wow, đẹp tuyệt vời công chúa ạ. Anh thích lắm. Em thắng. Ủa, đùa tôi hay gì? Cô đã bỏ công bỏ sức. Con bé chỉ khóc thôi. Gì cơ? Cô có muốn một tràng pháo tay không? Hoan hô. Cô đã thấy rõ hơn chưa? Sao cũng được. Mệt quá đi. Thế giờ chúng ta làm gì? Mình thèm đi làm móng lắm rồi. Chịu cậu nhắc một chút nào. Mình sẽ được cưới thả ga. Nhanh nào, bắt là dê đi. Hả? Chuyện gì thế này? Tiêu sáng, muốn bắt nó. Suýt tóm được. Dừng lại. Còn lâu, cô đang chơi vui dã man. Đủ rồi, mình phải can thiệp thôi. Mình sẽ dùng cuốn sổ lật này. Trước tiên mình sẽ vẽ một hình người bên phải của trang. Sau đó thì tô màu. Chờ mà xem. Nhưng phải hoàn thành cái đã. Mình sẽ lật trang giấy và lại vẽ hình người. Lần này tư thế của người sẽ hơi khác một chút. Không thể quên tô màu cho nó được. Mình sẽ vẽ trên tất cả các trang. Với mỗi trang nhân vật sẽ có một chút thay đổi. Kết quả như thế này. Này, họ đang nhảy múa.
Khoan, gì lạ quá ta. Tay cô không điều khiển được nữa. Dừng lại đi. Đỉnh quá chắc. Điệu nhảy của cô cũng đẹp đấy. Không vui tẹo nào. Cô không đồng ý. Cô không chịu được nữa. Dừng lại. Được thôi, chắc cô đã rút ra bài học. Dừng lại rồi. Mệt muốn xỉu. Thích chơi thì đây chiều. Mình đã có cách rồi. Đã đến lúc trả thù. Đầu tiên mình sẽ vẽ chữ R. Tiếp theo kẻ một đường ngang ở đáy. Giờ mình sẽ tô vào trong bằng bút dạ màu vàng. Cẩn thận không trơm ra ngoài nhé. Ok, sang phần tiếp theo. Mình sẽ vẽ hình của Mindy. Rồi vẽ cánh tay. Và chân. Tô màu cho mái tóc nè. Nhìn cũng giống phết đấy chứ. Vẽ thêm cặp má hồng dễ thương. Hoàn hảo. Tô màu ủng đi mưa nữa nè. Oh, dễ thương lắm luôn. Nhưng vẫn còn thiếu một thứ. Cơn mưa bão. Đó, xong rồi. Cái gì xong ạ? Nhìn quen không? Em đấy. Hả? Không đúng như kế hoạch nhỉ? Chắc cô thấy mình ngốc lắm. Chờ thêm chút. Trình diễn nào. Hãy mưa to vào. Em đang chờ đây. Khoan à, cái quái. Này, thôi đi. Không thông minh lắm nhỉ? Hơi bị quá đáng đấy. Sao cô lại làm thế? Tốt nhất cô đừng làm thế nữa. Video này, Mindy thắng. Người đâu mà đẹp trai quá. Chào cưng nhé. Em cũng đẹp lắm. Wow. Rao. Dẻo miệng lắm cơ. Không, em ý. Anh cảm thấy nôn nao cồn cào mỗi khi ở gần em. Từ trước đến giờ chưa có ai nói gì ngọt ngào như vậy với em. Bước xuống ngay đi. Mèo hư, nhóc hư, mặc kệ cậu là gì. Hả, chuyện gì thế này? Không, cô đã làm gì chứ? Dễ thương ghê. Mình luôn muốn có một chú mèo, nhưng vẫn thích có bạn trai hơn. Em ngửi thấy không? Ui dình ấy. Bình thường mà. Anh có muốn uống sữa không? Chứ. Úi, xin lỗi nhé. Không thể ngừng ngắt hơi. Cô thấy rồi. Em thấy không khỏe lắm. Chắc em dị ứng với lông mèo ạ. Nhìn em đi. Rồi cô sẽ biến hình lại. Ừ, về nhà cũ rồi. Có mùi gì vậy? Em đấy, em phải đi tắm đi. Ừ, vẫn còn ngửi thế nè. Ở khắp mọi nơi. Lông đấy à? Bởi vậy cô ghét chó mèo. Khiếp. Dậm lại vấn son xíu nào. Mà chờ một chút. Bó hoa này đẹp tuyệt vời. Nhưng làm sao sánh nổi với em Mindy. Em thực sự thích cậu nhóc này à. Ok, cô đã có cách rồi. Nói tiếp đi. Cho xin sợi tóc. Ai, ôi. Mặt em hài lắm. Cô sẽ căng sợi tóc ra và dùng son môi tô màu cho nó. Màu đỏ này dễ thương quá ha. Giờ cô sẽ đặt sợi tóc lên một tờ giấy. Cô sẽ uốn nó như thế này vòng xuống dưới. Vậy là chuẩn rồi đấy. Giờ cô sẽ đóng sổ vẽ lại. Nhấn lên trên bìa một chút. Rồi kéo sợi tóc ra thôi. Vui quá đi. Khi mở cuốn sổ vẽ ra, ta sẽ thấy một bức tranh. Đường nét mềm mại, em thấy thế nào? Tài năng thì cô có thừa. Cô cho em mượn mỹ phẩm được không? Đi mà. Được, cầm lấy. Em xin. Em cần một chút phấn. Khoan đã, dùng cái này được đấy. Em sẽ đặt mút trang điểm ở đây. Xịt chút nước cho mút ẩm. Sau đó em sẽ dùng bút dạ tô màu. Bắt đầu bằng màu tím nè. Em chỉ muốn tô màu một vùng nhỏ thôi. Rồi đổi sang màu khác. Em sẽ tô các vùng to nhỏ trên khắp miếng mút. Vậy là miếng mút đã có nhiều màu sắc tươi tắn. Thế này nè, nhìn đẹp ghê. Giờ em sẽ cần một tờ giấy trắng. Em sẽ nhân miếng mút lên giấy và giữ nguyên như vậy một lúc. Màu sẽ có thời gian ngấm sang giấy. Nhấc miếng mút lên và ta có một hình tròn đầy màu sắc. Sau đó em có thể viết lời nhắn nhủ riêng. Đây là lời tỏ tình đến anh ấy. Nắn nót từng nét chữ mềm mại thể hiện thành ý. Vậy là xong rồi, ưng quá, đúng ý em luôn. Cắt giấy hình chữ nhật nhỏ. Em tự làm đấy, tặng anh nè. Hy vọng anh cũng có cảm nhận giống như em. Wow, Mindy. Tất nhiên rồi, bằng cả trái tim anh. Cái gì? Nhìn đây nè, một tác phẩm nghệ thuật. Sao cô dữ dằn quá vậy? Được rồi, cô thắng.
Vui chưa nào? Mình tiếp tục nhé. Cô chỉ muốn thế thôi. Nè nè. Tớ có thể nhét thêm một cây bút nữa vào mũi đấy. Tiết học hôm nay các em sẽ vẽ một con chim dễ thương. Wow, thật chứ ạ? Đây đúng là lớp học mình thích. Sẽ vui lắm đây. Trước tiên mình sẽ vẽ phác thảo. Ổn đấy. Giờ đến mắt và cánh. Giờ tô màu thôi. Mình muốn nó thật tươi sáng. Wow, thích quá. Mình có thể làm việc này cả ngày. Màu tím này cực kỳ hợp với cánh. Mình sẽ tô chân màu vàng. Nó sẽ đẹp lắm đây. Chỉ cần không tô ra ngoài đường viền. Mình cũng sẽ dùng màu vàng cho mỏ. Không muốn sót chỗ nào đâu. Mình sẽ dùng màu hồng cho phần thân. Nãy là mình nhớ tới người nào đó. Đây là lớp hàng mình thích nhất. Vậy là xong rồi. Có quá. Đợi đã, mình biết rồi. Mình sẽ cần thước. Trước tiên vẽ một đường thẳng. Rất hy vọng sẽ được. Nó sẽ rất khác biệt. Mình sẽ vẽ vài chấm ở đây. Sau đó là thêm một chút màu sắc. Mình sẽ chia con chim thành nhiều phần và tô từng phần riêng. Mình cũng đã thêm các mấu quanh con chim. Lúc sau chúng sẽ hữu ích đấy. Mình có linh cảm là sẽ đẹp. Mọi người sẽ ngạc nhiên cho xem. Phần thân sắp xong rồi. Tiếp theo mình sẽ tô cái mỏ. Làm từ từ thôi. Không muốn làm hỏng đâu. Mình đã bỏ nhiều công sức vào đây mà. Lông màu xanh, đẹp đấy. Mình sẽ tô cánh cùng màu luôn. Gần xong rồi. Giờ mình cần cắt nó ra. Mấy đường chấm này là chỗ mình cần gấp lại. Nhờ vậy sẽ dễ hơn rất nhiều. Chỉ cần đi theo các đường này, sau đó gấp lại. Các màu này sẽ giúp giữ lại. Mình sẽ dùng keo để cố định. Hơi mất công một chút, nhưng hoàn toàn xứng đáng. Chỗ cuối cùng rồi, xem này. Cô thấy sao ạ? Hy vọng cô thích. Ồ, đẹp quá. Làm tốt lắm. Hãy đợi đến khi cô thấy cái này. Ồ, wow. Rất sáng tạo đấy Leo. Đợi đã. Nó đi theo mình khắp phòng. Nó cứ nhìn mình chằm chằm. Hơi đáng sợ rồi đấy. Nó không chớp mắt. Cho mình tưởng tượng thôi. Còn nữa kìa. Chúng ở khắp nơi. Không có lối thoát. Mình bị bao vây rồi. Đợi đã. Có chuyện gì vậy? Mình cảm thấy không ổn. Trong đầu mình toàn là chim. Vậy cô thích chúng không ạ? Có chứ. Biết ngay mà. Em có thể lấy cái kẹo mút này. Ngon quá. Cảm ơn cô. Thích quá đi mất. Tôi muốn ăn kẹo mút. Đừng buồn Lexi. Cậu lấy đi. Tuyệt quá. Cậu là nhất Leo. Ngon quá. Bảo tàng này tuyệt nhỉ. Thật luôn đấy. Bức tượng này chán ỏm. Phải biến hình cho nó thôi. Mình luôn muốn trở thành họa sĩ. Cái này trông đẹp hơn nhiều. Đúng là một kiệt tác. Mình là thiên tài. Jasmine, cậu đang làm gì vậy? Cậu nên sử dụng cọ vẽ. Nó sẽ phủ sơn nhanh hơn á. Thấy không? Dễ dàng hơn nhiều. Cậu nghĩ sao? Cậu có khiếu ghê. Khá hài lòng luôn. Thật tuyệt vời. Bị bắt rồi. Cứ diễn ngầu lên. Em đã làm gì vậy? Cái này mắc lắm đó. Không thể hiểu nổi hai em luôn đấy. Chỉ có một cách mà thôi. Đã đến lúc làm thử thách vẽ rồi. Nhanh nào. Đừng mà. Thật không công bằng. Giải quyết vấn đề này thôi. Đây là lỗi của cậu. Cậu bắt đầu mà. Này, ở đây. Bắt đầu thôi nào. Thật thú vị. Đọc cái này là mình buồn ngủ quá. Mình không thể mở mắt được. Mình cần ngủ một chút. Tiếng ồn đấy là gì? Cậu ấy đang ngủ à? Yuhu. Tỉnh dậy, tỉnh dậy. Này, dậy đi. Chà, cậu ấy mệt thật nhở. Đến lúc giờ chơi khăm rồi. Hả? Đã đến lúc thực hiện thử thách. Mình phải giấu đã. Không thể để cậu ấy thấy. Cứ bình tĩnh nha. Xin lỗi, em ngủ gật. Đầu tiên, tìm nơi hạnh phúc của chúng ta nào. Hít một hơi thật sâu. Sao cơ? Em làm được ạ. Như vậy mới chuẩn chứ. Cô ấy thật xinh đẹp. Mình đã tìm thấy nàng thơ rồi.
nhưng mình làm mất bút chì rồi. Đợi một chút, cậu lấy phải không? Tớ á? Không, không bao giờ. Đây là một điều bí ẩn. Đợi đã, à ha, xem mình tìm được cái gì này. Ok, lạ thật đấy. Cậu đang ghen tị chứ gì? Mình nên bắt đầu thôi. Mình biết phải vẽ gì này. Mong là ổn áp nhá, nó cần phải hoàn hảo. Mình muốn ghi lại vẻ đẹp ấy. Nàng là một quý cô thanh lịch, mình sẽ tặng nàng một chiếc váy bồng bềnh. Giờ mình thêm chi tiết. Được phết đấy, mình nghĩ hiệu trưởng sẽ thích. Bây giờ mình sẽ vẽ tóc. Mình sẽ đổ bóng một chút. Chà, hãy nhìn xem, thật tuyệt vời. Được rồi, mình xong rồi. Em nghĩ cô sẽ ấn tượng lắm đấy. Để xem nào. Mình có thể đánh bại điều đó. Mình sẽ lấy bút chì. Một cây bút chì à? Vậy thôi á? Thật quá là đáng thất vọng. Mình biết phải vẽ gì rồi. Làm thôi nào. Cậu ấy đang làm gì vậy? Cậu sẽ sớm biết thôi. Tớ sắp hoàn thành rồi. Đợi đã, cậu không thể làm điều đó. Đưa tớ nào. Cậu bị sao vậy? Thật là đáng xấu hổ. Tớ đã làm việc chăm chỉ. Bây giờ tớ phải làm gì? Mình sẽ lục lọi hộp bút chì của cậu ta. Hả? Chỉ vậy thôi? Không ngờ tới chứ gì. Không buồn cười chút nào đâu. Mình cần nghĩ ra điều gì đó. Mình thắc mắc. Mình sẽ thử. Hy vọng cách này hiệu quả. Phác thảo bằng sơn này. Bây giờ mình sẽ trà thước kẻ lên đó. Xử lý nhẹ nhàng thôi nhé. Mình sẽ phết sơn lên giấy. Chà, nhìn này, xịn hơn mình tưởng tượng á. Thật là tuyệt. Xem thử nào. Khá ổn phải không? Để xem ai thắng nhé. Em làm hả? Đương nhiên ạ. Chà, thật tuyệt vời. Em có tài đấy. Còn em thì sao? Em nghĩ cô sẽ ngạc nhiên. Cũng thường thôi à. Nhưng Jasmine thắng. Cảm ơn cô. Em đang mong chờ điều đó ạ. Mọi người đùa mình sao? Madison ơi, nhìn này. Hy vọng là cậu thích kẹo mút. Nhưng đâu mới là kẹo mút thật. Chiếc này nè. Hay không nào? Wow, đỉnh của chóp luôn. Chúng ta vào bài học hôm nay nhé. Bài hôm nay rất là thú vị đấy. Nóng lòng quá à. Từ đầu tiên này, các con hãy viết từ này vào vở. Bắt đầu đi. Từ này dễ ở đấy mà. Đúng rồi, tập trung nhé. Con xong rồi, thầy thấy sao ạ? Cái gì vậy? Chúng ta thử lại nhé. Thử viết chữ cái R. Con hiểu rồi, con biết viết chữ cái đó. Đúng rồi, phải thế chứ. Được chưa ạ? Nghề gõ đầu trẻ đôi khi cũng chẳng hợp với mình chút nào. Khoan, cây treo đồ được đặt tiện lợi ở kia khiến mình nảy ra một ý. Điều này sẽ thay đổi tất cả. Đầu tiên mình sẽ viết chữ cái R, sau đó đổ bóng cho nó. Tiếp theo, mình sẽ vẽ một bông hoa xinh xắn, rồi đến khuôn mặt. Và thân mình này. Xinh quá đi mất, nhưng phải tô màu vào nữa. Mỹ thuật thú vị hơn đánh vần nhiều. Mình sẽ áp dụng phương pháp này. Giờ mình vẽ các giọt mưa. Con có thể vẽ viền cho áo mưa không? Wow, có ạ. Con sẽ vẽ ngay. Vẽ thế này dễ hơn hẳn ạ. Wow, tuyệt vời ông mặt trời. Thầy có thấy không ạ? Làm tốt lắm. Thầy biết con làm được mà. Tặng tranh cho bé này. Cậu chỉ được thế thôi sao? Hả? Khoan, tớ chuẩn bị hạ gục cậu rồi, Jared. Chúng ta bắt đầu bài học hôm nay nhé. Đừng làm cho con bò nữa. Nghe chủ đề này. Hôm nay thầy muốn các em vẽ một bức tranh. Thú vị đấy. Chán ỏm. Madison đang làm gì nhỉ? Mình chẳng nghĩ ra cái gì cả. Học vẽ vời làm gì cơ chứ? Nhưng thầy giao bài thì phải làm thôi. Nhiều sơn quá, biết chọn gì giờ. Thấy phiền muốn chết đi được. Chờ chút. Cậu đã hoàn thành rồi à? Nghĩ đi nào. Có cách rồi. Mình sẽ dùng sợi dây chuyền.
Mình đã sơn màu trắng cho toàn vẽ. Mình sẽ xếp các sợi dây chuyền theo vị trí và góc khác nhau. Sau đó mình sẽ nhỏ sơn lên toàn vẽ. Mình sẽ đan xen màu ở các rìa. Sau đó, mình kéo dây chuyền qua vòng kim loại này. Sơn sẽ được kéo theo và tạo thành hoa văn độc đáo. Tớ biết, quả là một kiệt tác. Mọi người cứ vỗ tay đi. Cậu đang nói về cái gì cơ? Wow, đẹp dã man. Nhưng unicorn của tớ đẹp hơn, cậu cũng biết mà. Jared, cách em phối màu, cảm xúc trong đó, thầy biết là có một họa sĩ thiên tài ở đó mà. Ở cũng được Madison. Điểm của các em đây, phù hợp với bài làm. Hoan hô Jared, hoan hô. Nhưng em giỏi hơn cậu ấy. Tỉnh dậy đi gái, em yêu thầy lắm ạ. Sao mà lâu quá vậy trời? Thôi nào, nhanh lên chứ. Mình không thể chờ đây cả ngày. Cho qua nào, úi, có bức tường chắn rồi. Nhột quá đi, mình thích phòng nhà sĩ này. Jared, trật tự nào. Hả, mẹ nói gì cơ? Dừng lại, mình đến đây mỗi tuần được không ạ? Jared, đừng làm thế. Gì đây, mềm và mịn như bông ấy. Cứ như đang được ôm gấu teddy to đùng vậy. Oh yeah, lên sàn. Từ từ đã anh bạn, ngồi xuống. Không nghịch ngợm nữa nghe chưa? Mình vẽ tranh nhé. Con thích vẽ lắm ạ. Xem nhé con yêu. Đầu tiên, mẹ sẽ vẽ các đường nhỏ trên giấy. Mẹ sẽ dùng các màu khác nhau và sắp xếp chúng theo đường tròn. Tiếp theo, mẹ sẽ dùng bút dạ màu đen chấm vào đỉnh của mỗi đường. Sau đó mẹ dùng bút ngòi mỏng để vẽ các đường nhỏ hơn. Trông giống như một nhóm bạn vậy. Mẹ sẽ cho các bạn nắm tay. Rồi mẹ sử dụng bút chì để vẽ bóng. Dùng ngón tay thoa nhẹ để nhìn tự nhiên hơn nhé. Con thấy thế nào? Rất đẹp phải không? Wow, hay quá đi mất. Đến lượt con đấy, con trai à. Xin lỗi đã để cô chờ. Chào cả nhà, mời vào trong. Bác sĩ chờ tôi một. Mà thôi khỏi, mẹ phải đi đây. Đi nào con yêu. Chậm thôi bố. Nhưng còn cuộc thi. Con muốn bức tranh phải hoàn hảo. Còn rất tài năng bé cưng à. Nhưng nhanh lên, mình phải đi thôi. Đồng hồ đang tích tắc. Đừng có giục con. Bố, chờ đã. Ôi không, con gái nhỏ của bố. Không sao đâu, có bố đây. Không phải, rách tranh của con rồi. Bố nhìn này. Đúng là rách tranh mất rồi. Còn cuộc thi thì sao chứ? Mấy giờ rồi nhở? Nghĩ đi, nhất định phải có cách xử lý. Đúng rồi, bố đến giải cứu đây. Bố sẽ vẽ tranh bằng hai chiếc bút. Giống như hình ảnh phản chiếu vậy. Không ngờ bố vẽ khéo thế này. Đó, xong rồi. Cũng đẹp phải không? Wow, con thích lắm ạ. Thôi, vào trong đi. Bố ở ngay sau con. Con đến đây rồi ạ. Wow, thật không thể tin được. Bố biết con sẽ làm được mà. Tất cả đều nhờ vào tài năng của bố. Đã đến lúc tạo nên kiệt tác tiếp theo. Chắc là đủ sơn rồi đó. Giờ mình sẽ phết sơn ra. Chào bé cưng, tắm mát dễ chịu quá cơ. Mình sẽ sấy tóc luôn, cảm giác gió luồn qua kẽ tóc thật sảng khoái. Shalala, hứ, mẹ, cẩn thận chứ. Mình sẽ thử kiểu tóc mới. Ô kìa, mẹ, con thích chiếc mũ đó. Nhìn cũng chất trời đấy. Không. Mẹ, mẹ làm hỏng tranh của con rồi. Sao mẹ lại làm thế? Mẹ có biết mình đã làm gì không? Nghe được rồi, tất cả là tại mẹ đây. Con phải làm gì bây giờ chứ? Ôi con trai, mẹ xin lỗi nhiều. Mẹ không nhận ra. Đừng buồn mà, mẹ sẽ sửa lại cho con. Mẹ nghĩ ra một ý hay này.
quan sát nhé. Mẹ sẽ đổ sơn acrylic lên một toán vẽ. Mẹ sẽ đổi thành một hình tròn và mẹ sẽ dùng các màu sắc khác nhau. Sau đó, mẹ chiếu máy sấy tóc vào toán vẽ. Vậy là chúng ta có hoa văn sóng. Sơn sẽ hòa vào nhau và tạo hiệu ứng đặc biệt. Mẹ, nó đẹp tuyệt vời. Đúng vậy ha, nhưng mẹ sẽ không làm được nếu không có máy sấy tóc. Wow, thông minh thật. Cách này hay quá, bây giờ con sẽ vẽ gì đó. Đúng rồi, phải thế chứ. Từ từ đã mẹ, con sẽ cần máy sấy tóc. Thôi cũng được. Tóc mẹ vẫn chưa khô hẳn, nhưng không sao cả. Bánh này nướng cũng không lâu lắm. Trong khi chờ, mình sẽ dọn dẹp. Mẹ ơi, nhìn này, nhà mình đi du lịch đi. Bãi cát vàng óng thật hấp dẫn. Mẹ thấy thế nào? Mẹ cũng muốn đi du lịch lắm. Nhưng để mẹ kiểm tra cái này đã. Mẹ đang hơi túng tiền. Có vé máy bay này, rồi đặt phòng khách sạn. Không, nhà mình không đi được đâu Jared ạ. Ủa, thật không công bằng. Không sao, con sẽ tưởng tượng mình đang ở trên đảo nhiệt đới. Mẹ rất tiếc con yêu, mẹ có cái này cho bé này. Chắc con sẽ thấy vui hơn đấy. Nhìn cái này mà xem, vỏ sò trên bãi biển này. Khoan, đúng là đẹp thật. Nhưng mẹ đừng hòng mua chuộc con bằng một cái vỏ sò. Cứ tưởng là con sẽ tạm quên đi. Giờ mình phải làm gì đây? Chắc phải có cách chứ. Khoan đã. Hay là mình thử dùng giấy bạc này nhỉ? Mình sẽ bóp sơn lên toan vẽ và vo viên giấy bạc lại. Mình sẽ chấm nhẹ giấy bạc lên sơn. Việc này giúp trộn đều màu và tạo nên cấu trúc cho bức tranh này. Sau đó mình sẽ thêm một vài chi tiết như vỏ ốc này. Giống hệt như đang ở bãi biển, mình còn tưởng tượng thấy tiếng sóng vỗ vào bờ. Jared, nhìn mà xem, thật yên bình phải không nào? Wow, nhìn tranh này làm con muốn đi phơi nắng. Đẹp lắm mẹ ạ, à, nhưng nó đâu phải là kỳ nghỉ. Khoan, mẹ có một ý tưởng khác, mẹ sẽ gắn biển giao bán. Giờ thì chờ thôi. À ha, một tên khờ, à nhầm, một khách hàng có gu. Chuyện gì vậy trời, giàu to rồi. Như thế nghĩa là, trời đất ơi, hôm nay là ngày tuyệt vời nhất, mẹ là số 1. Chờ mẹ với. Khi nào về nhà mẹ lại vẽ tranh tiếp nhé. Con đã lên kế hoạch cho kỳ nghỉ tiếp theo. Đi nào, và khẽ khẽ thôi. Tao thấy tụi mình không nên làm trò này đâu. Cậu nhúng chàm rồi gái ạ, sẵn sàng chưa? Sô-cô-la nè. Ok, đi theo tớ, phải di chuyển y hệt nha. Wow. Cậu ổn không thế? Chà, cậu ấy bảo mình phải đi theo cậu ấy. May mà mình đỡ được bằng tay, suýt là sấp mặt rồi. Thôi kệ, tìm thấy sô-cô-la rồi nè. Không phải là sô-cô-la. Không thể tin nổi, là hình vẽ mà. Ôi là trời, sô-cô-la thật. Chuyện gì vậy, tụi mình đang ở đâu? Nhìn nè, họa cụ đó. Chắc là vẽ vời rồi. Ok, thử thách đầu tiên này. Không biết là gì ta. Cún con cu te hột me quá đi. Tụi mình nuôi ẻm nha. Ok, chúng tủ mị rồi. Tớ thấy họa sĩ hay giơ tay ra thế này, chả biết tại sao nhưng ngầu phết. Em cún này sao nhỏ thế nhở? Khoan, mình biết phải làm gì rồi. Tớ cũng có tay này, làm thế ghê. Hiểu rồi, dễ như ăn bánh. Mình sẽ vẽ quanh bàn tay. Cậu làm gì thế gái? Nhìn cậu ấy vui chưa kìa. Mình sẽ đặt tay lên giấy như thế này, rồi vẽ xung quanh tay nè. Giờ làm nó giống như một chú cún hơn nhá. Chút lông, mắt tròn xoe dễ thương và chiếc mũi. Giờ tô màu nữa mọi người, nhìn hơi bị ổn áp luôn. Nhớ tô cẩn thận nhá, sắp xong rồi này. Đấy, nhìn cung xỉu luôn đấy, tự hào quá đi. Mình sẽ gọi em là Lucky. Nhìn hơi bị được đấy cái. Ý là, của tớ cũng xinh nhưng... Wow, cô cố gắng đấy bạn yêu. Ai thắng nhở? Yay! Coi kìa gái, có gì sáng rỡ luôn. Bánh quy đấy, thích ghê. Bánh có hình cục xương, hay thật. Tớ thích mấy thứ chó mèo lắm. Muốn thử quá đi mất. Khoan đã, bánh quy, xương cún. Khoan, không phải bánh cho cậu đâu. Ngon lành cảnh đảo luôn. Cho tớ xin công thức với. Sao mà thổn nhanh thế không biết. Sao vậy?
Tô bánh này là cho bé cún đó mà. Sao cậu không la lên sớm hơn? Nghiệp quật đấy gái. Nào, lại đây bé ơi, có quà cho em này, lại đây. Ồ, cún cưng ngoan thế nhở, thương em quá đi, yêu ghê. Chụp ảnh nãy giờ chắc em đói lắm rồi. Em đúng là thông minh mà. Ăn đi bé, bánh của em đây. Ok, chỗ này nhìn ổn áp đấy. Vâng. Cây cối, thiên nhiên, còn gì hơn. Ta chiến thôi. Ok, không biết nữa. Gì? Này, đừng có nhòm bên tớ. Gì mà căng? Ờ, thế thì tớ sẽ sang bên này. Vẽ gì giờ ta? Bingo! Chú chim đáng yêu xỉu. Mong là David không thấy nó. Tớ nhìn thấy trước. Ờ hả? Người vẽ chim đẹp nhất sẽ thắng. Một hình tròn khéo léo rất quan trọng đấy. Chỉ cần biết vẽ các nét ở đâu là được. Đẹp ha? Nhưng thêm màu sắc sẽ làm nó nổi bật. Màu vàng là màu tươi tắn phải không? Màu này rất hợp với anh chàng vui vẻ. Còn chút xanh lá thì sao ta? Sắc màu yên bình đấy. Và chút màu xanh dương sẽ cho mắt một màn chiêu đãi. Vẽ ở viền trước lúc nào cũng thật tuyệt. Mọi chuyện có vẻ suôn sẻ phải không nào? Sắp xong rồi. Chỉ cần trang trí nốt một xíu nữa là xong. Và hoàn thành tác phẩm rồi. Một tuyệt tác đích thực. Đồng ý không nào? Chuẩn. Mình thấy rất hài lòng. Cái gì kia? Tớ chỉ cần thêm tay thôi. Hóa ra bạn chỉ cần một bàn tay thôi. Chà, bàn tay cùng các chấm và các đường ở vị trí hợp lý. Bạn đã thấy mặt của chú chim chưa? Đừng lo, bạn sẽ sớm thấy thôi. Cành cây sẽ tiết lộ nhân vật của chúng ta. Và đây là bàn chân nhỏ xinh này. Và lá cây màu xanh. Cảm giác thật yên bình. Bạn đã thấy chú chim chưa? Mình cũng sáng tạo lắm đấy chứ. Chà, nếu cậu muốn xem đến thế. Hết giày phải không? Oh. Tớ thấy cả hai bức đều rất đẹp. Chúng mình hỏi thầy xem nhé. Nghiêm túc hả trời? Mong là thầy vẫn ổn. Có vẻ thầy chỉ ngủ gật thôi. Thầy. Xong rồi à? Tốt lắm. Giờ thì cho thầy thêm 5 phút nữa. Thế cũng được. Wow, tớ thích kênh này. Kênh tớ thích nhất. Gina buồn cười ghê. Coi chừng. Thật thô lỗ. Buồn cười mà. Mà này, tớ có cái này cho cậu xem. Đây là con gà của tớ. Dễ thương đúng không? Cậu thích nó thật hả? Ờ, sao vậy? Tớ thích Puppet hơn. Nó vui hơn nhiều. Puppet á? Từ năm ngoái rồi. Giờ phải là gà. Không, Puppet vẫn là nhất. Gà của cậu có mái tóc ngớ ngẩn. Ồ, không được. Tớ sẽ làm lại lần nữa. Tóc con gà của tớ rất đẹp. Rất xanh điệu. Ôi không nó. Đợi chút. Phải vậy thật sao? Hai người mới có thể chơi trò này. Mình cảm thấy thật quyến rũ. Màu đó không hợp với cậu. Đừng tranh cãi nữa. Úp, xin lỗi. Cố bình tĩnh đi. Đây là thử thách tiếp theo. Mấy con bọ. Ok, chắc chắn tụi tớ làm được. Wow, cái này ở đâu ra vậy? Nhìn đống đồ này nè. Chắc chắn có thể dùng chúng để làm thứ gì đó hay ho. Đợi đã, tụi mình phải chia sẻ cái này hả? Tớ thấy nó trước của tớ. Thả tay ra. Phải bắt đầu thôi. Mình có một kế hoạch. Đầu tiên mình sẽ vẽ một con bướm. Wow, đôi khi mình ngưỡng mộ bản thân ghê. Giờ mình sẽ cắt nó ra. Không cần miếng nhỏ này, mình sẽ bỏ chúng đi. Ý tưởng hay đấy. Mình có thể dùng cái muỗng này. Mình sẽ bẻ tay cầm ra. Sau đó quét keo lên cánh bướm. Mình sẽ dán muỗng lên.
làm xung quanh luôn. May là mình đã mua túi dùng một lần size XL. Giờ mình sẽ quét keo lên phần đầu và lên phần thân nữa. Đủ rồi đấy. Giờ mình sẽ dùng bàn chải để quét nó ra. Không được quên dầu. Làm tương tự với phần thân. Giờ mình cần kim tuyến. Mình sẽ rắc lên chỗ keo. Wow, thích màu này quá. Mình sẽ nhỏ keo lên muỗng. Không cần nhiều keo đâu, chỉ một lớp mỏng thôi. Mình không muốn bỏ sót cái muỗng nào. Sau đó rắc thêm kim tuyến. Mình đang dùng màu khác. Phải làm nhanh lên, nếu không keo sẽ khô hết. Mình sẽ dùng kim tuyến màu tím cho muỗng ở vòng ngoài. Được rồi, lắc để rơi hết kim tuyến thừa. Sặc sỡ ghê. Nhìn đẹp thật đấy. Ngành tị cũng không sao đâu. Đến lượt cậu đấy. Ok, cứ bình tĩnh. Chắc chắn ta thắng mà. Mình sẽ vẽ vòng tròn trên một miếng bìa cứng. Sau đó cắt ra. Chào Meg. Nè nè. Đúng là con nít, nhưng cũng vui. Mình sẽ đục lỗ trên hình tròn. Mình muốn đục 8 lỗ, 4 lỗ ở mỗi bên. Như này nè. Giờ mình sẽ luồn dây qua một lỗ. Mình sẽ thắt chặt lại, nhưng để lại một vòng dây nhỏ. Tuyệt vời. Tiếp theo xịt keo lên dưới bìa. Mình sẽ dùng cọ để quét nó ra. Mình muốn keo ở ngay rìa. Sau đó đổ kim tuyến lên. Mình sẽ dùng kim tuyến màu tím đậm. Nó hoàn hảo cho việc mình đang làm. Sau đó thêm đôi mắt. Mình sẽ bỏ kim tuyến thừa đi. Đây, mình đã làm xong một con nhện dễ thương. Nó còn có mạng nhện nữa. Coi chừng, nó đang di chuyển. Cậu thấy con nhện nó dễ thương vậy chưa? Nó đi đâu vậy? Cậu thật phiền phức. Đùa thôi mà. Đợi đã, nhện kìa. Bắt nó đi. Ok, đáng sợ quá. Tới biết nó. Thật chứ, cậu hẹn hò với một con nhện à? Đến lúc đánh giá rồi, cho tớ xem tác phẩm của hai cậu. Lần này hòa, tốt lắm. Cả hai đều làm tốt, tớ thấy xúc động rồi đây. Yay, mình lại thắng. Cả hai đều thắng. Tiếp theo là gì đây, cậu nghĩ sao? Xin lỗi vì đã hỏi. Nhìn kìa, một con bướm dễ thương. Wow, kỳ diệu quá. Tức gì có mạng nhện. Có chuyện gì đó sắp xảy ra. Tình đang bắt con bướm. Ok chứ? Hy vọng là không. Vậy là chúng ta sẽ vẽ con bướm sao? Thích quá à. Thôi đi. Bắt đầu thôi. Tớ nghi đó là tờ giấy của tớ. Hả? Ồ, ok. Thôi nào, đưa nó đây. Gì vậy? Không được đổi. Nghe bàn tay đi, cậu không nên chọc nó đâu. Mình có ý này. Mình có cái khuôn hình con bướm. Kệ đi, mình sẽ cần một viên phấn. Mình sẽ dùng con dao này để cạo và trộn các màu sắc lại. Làm hết tờ giấy luôn. Mình sẽ phác thảo sơ bộ. Mình biết nó hơi sáng và sặc sỡ với mình, nhưng sẽ xong nhanh thôi. Đây là màu cuối cùng mình cần. Giờ phải dùng ngón tay. Mình sẽ tán bụi phấn ra và bắt đầu vẽ con bướm. Sau đó để khuôn vẽ lên trên. Nhìn đúng rồi đấy. Các bạn vẫn nghĩ mình sẽ không dùng màu đen cho bức vẽ này á? Mình sẽ cạo phấn ra trên khuôn vẽ. Mình sẽ phủ cả trang luôn. Sau đó dùng ngón tay tán ra. Cách này sẽ tạo hiệu ứng đẹp lắm. Mình sẽ dành nhiều thời gian với khuôn vẽ. Dùng tay kia để giữ nó yên một chỗ. Không muốn làm hỏng đâu. Giờ có thể lấy khuôn vẽ ra, nhưng chưa xong đâu. Mình sẽ vẽ gì đó bên trong con bướm. Một cảnh quan yên tĩnh. Đến lượt mình. Mình sẽ đặt khuôn vẽ lên giấy, sau đó dùng phấn vẽ các đường thẳng. Mình sẽ làm từng phần, sau đó đổi màu. Mình sẽ vẽ xung quanh luôn. Trông sẽ đẹp lắm đấy. Mình sẽ dùng nhiều phấn để nó trông rực rỡ. Mình sẽ luôn giữ chặt khuôn vẽ, vì khi nó trượt, tranh của mình sẽ hỏng. Giờ lấy khuôn ra được rồi. Nhìn nó bay nè. Nó sẽ ở đây. Giờ mình sẽ vẽ một đường chấm chấm vào chỗ trống. Đó sẽ là dấu vết của con bướm. Sặc sỡ quá, trông như con bướm thật vậy. Đây là bức vẽ của tớ, cậu phải thích. Nhìn kìa Claire, hòa nhau rồi. Chúng ta đều thắng. Tớ thấy vui ghê. Wow, nhìn kìa. Tới đi, tao sẽ đẩy mày ra với những động tác nhảy này. Nhảy đẹp lắm Claire. Thật tuyệt khi được thể hiện bản thân qua nghệ thuật. Đó là cơ hội để tìm kiếm nguồn cảm hứng ở thế giới xung quanh, ngay cả biểu tượng cảm xúc,
Vậy hãy kết hợp các biểu tượng cảm xúc này và tạo ra một tác phẩm nhé. Tớ sẽ bắt đầu vẽ đường viền. Giờ thì nối kín hình tròn lại. Đã đến lúc tô màu rồi. Màu vàng này quá hợp luôn. Và tô màu cho trái tim nữa nè. Chẳng ai thích trái tim tan vỡ. Bảo sao mà biểu tượng cảm xúc lại khóc. Tiếp theo tớ sẽ tô màu nước mắt. Nhìn buồn quá. Tớ bắt đầu xúc động rồi. Đôi mắt và miệng có thể được tô bằng màu đen. Và thêm vào các chi tiết tỉ mỉ. Bút màu trắng sẽ tạo ánh sáng phản chiếu. Trông rất đẹp phải không? Và họ sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau. Gì vậy trời? Tớ đang nghe kể chuyện mà. Đúng là mọt sách. Luna, không được ném mọt sách nữa. Mang dụng cụ ra đi. Wow, dành cho tớ sao? Thế của tớ đâu? Wow, quá trời dụng cụ vẽ luôn nè. Cậu đang đùa tớ à? Tuyệt vời không mặt trời. Né ra đi. Các bạn sẽ cần người mẫu. Hãy vẽ chú mèo nhỏ dễ thương này. Cưng hết rảy. Nhìn yêu quá đi mất. Tớ đã sẵn sàng trổ tay. Nhưng còn nào. Mình cần dụng cụ để vẽ. Sắc màu là chuẩn rồi. Không, không được. Trả lại đi. Chúng ta sắp có vấn đề rồi. Hay là dùng chiếc bút này nhỉ? Quá trời lựa chọn mà. Bực mình lắm rồi đấy. Khoan, mình có một ý tưởng. Mình chỉ cần lén lút thôi. Thêm một tí tạo nữa. Hả? Tỏ ra bình thường. Cơ hội đi rồi. Đi rồi. Cuối cùng cậu cũng đâu thông minh lắm. Mình phải làm gì với mấy cái này nhỉ? Ít nhất mình đã có bút. Mình nên bắt đầu ngay thôi. Đầu tiên mình sẽ vẽ đường thẳng. Rồi mình vẽ một số 3 thật to, như thế này. Tiếp theo mình sẽ vẽ tay mèo và ria mép nè. Cuối cùng là cái đuôi dài và cong. Giờ thì tô màu thôi nào. Trông rất chi là ổn áp. Giờ thì vẽ thêm mắt và mũi nè. Mình sẽ vẽ sọc vằn cho mèo nữa. Và tô màu đậm hơn cho vằn. Mèo cưng cũng cần đôi má hồng. Thật dễ thương nhỉ. Vẽ dễ thế thôi. Này, có biết tớ vẽ xong rồi chứ? Ui không, tớ không giỏi chịu áp lực đâu. Tớ phải nhanh tay thôi. Ta-da! Chúng ta đã rõ người thắng cuộc. Tớ là giám khảo. Và người chiến thắng là Luna. Tuyệt vời, tớ biết mà. Woohoo! Này, tớ được giải gì? Khoan, tớ thấy kha khắc. Chà, cái đuôi này. Bỏ tay khỏi đuôi tớ ngay. Cậu là con mèo xấu tính. Bảo sao tớ chỉ thích chó. Tớ muốn mở nó cơ. Trời ơi, thật không thể tin được. Nhìn kìa. Gì? Tớ có thấy cái gì đâu. Hả? Con gà này dễ bị lừa thế. Trời đấy, xưa như trời đất rồi. Hả? Nó đi đâu rồi? Là ngơ lắm bạn tôi ơi. Ôi, Sơn. Sẽ vui lắm đây. Rồi ạ. Biến mất theo rồi. Lạ quá đi mất. Chris, cậu trộm đấy à? Thì đúng rồi. Cậu gặp rắc rối to rồi. Thôi đi. Con unicorn này làm sao vậy? Nhiệm vụ tiếp theo đây. Nặng dã man. Hãy vẽ trái dưa hấu này. Có mỗi thế này sao vẽ ta? Đưa tớ lọ sơn đi. Cậu không nói cái từ cần thiết. Làm ơn đâu. Đã đến lúc tạo nên tuyệt tác rồi. Cậu dùng ngón tay luôn hả? Nghệ thuật đến từ tâm hồn, không phải cọ. Sao cũng được. Mình có cảm giác không tốt lắm về vòng này. Không biết tranh của Chris trông thế nào. Cô ấy làm gì kia? Có lẽ mọi chuyện cũng không quá tệ. Mượn tí nhá. Sao cô dám? Này, bình tĩnh, có tí thôi làm gì căng. Tớ sẽ xoay cọ trên các chấm, tạo thành hình bán nguyệt. Hai màu này trông giống như một miếng dưa hấu. Vẽ nốt thôi nào. Nhìn thôi cũng thấy đói rồi. Đã xong. Shh, cậu làm tớ bị chậm. Ê, hết giờ rồi. Cậu thấy thế nào? Đấy là thuyền bùa mà. Luna thắng trong thử thách dưa hấu. Wow, thắng hai vòng liên tiếp. Ôi, món ngon khó cưỡng. Nhìn có vẻ ngọt. Cậu muốn ăn không? Có chứ. Hết dễ luôn nè. Hả? Có mọi thế á? Cảm ơn bạn yêu. Chúng mình cứ như Romeo và Juliet trong giới nghệ thuật. Có điều tớ là Juliet, còn cậu là Romeo.
Đã cảnh báo không được nhìn tớ chằm chằm mà lại muốn bị kéo quần nữa hả? Kệ tớ đi, cho cậu mở nắp đấy. Thôi cậu mở đi. Tớ sẽ lấy bút, cho cậu lấy sơn đấy. Cô tặng quà cho tớ. Gì? Đây là thử thách tiếp theo. Chẳng gì lãng mạn bằng hoa hồng. Chà, đó là dấu hiệu. Tặng cho em này cưng à? Đúng hoa em thích. Cuộc sống tuyệt vời. Anh không bao giờ muốn rời xa em. Mình sẽ ở bên nhau mãi mãi. Hả? Có chuyện gì vậy? Lại gì nữa hả? Cái đồ lập dị. Cậu ấy rõ ràng đang tán tỉnh mình. Cậu thật là tuyệt vời. Hình như tớ bị cảm lạnh. Wow, hát hơi mạnh đấy. Không biết lần này họ sẽ vẽ ra sao, hả? Tớ không sao, rất chi là ổn. Lần sau cậu cảnh báo trước được không? Tranh của tớ, cậu làm hỏng rồi. Khoan đã, dùng cọ được nè. Đây là một ý cực hay. Mình sẽ nhấm cọ trên giấy. Mình sẽ làm theo nhiều hướng khác nhau. Trông giống như cánh hoa vậy. Đẹp rực rỡ luôn. Thêm vài bông nữa đi. Làm thế này khá là thư giãn đấy. Ok, giờ mình cần vẽ cuống. Phần này là dễ nhất. Chỉ cần một đường mỏng. Một đường cọ có thể tạo ra lá. Trông quá ổn. Giờ mình sẽ vẽ đến đài hoa. Nốt một nét cuối cùng nữa thôi. Và xong rồi. Cậu thấy thế nào? Tớ đang gặp vài vấn đề. Không phải tác phẩm đẹp nhất, phong cách túi giản cũng hay mà. Trông rất ấn tượng phải không? Và người chiến thắng là Chris. Tuyệt, biết ngay mà. Ok, đến lúc rồi, mình làm được mà. Luna. Ôi mẹ ơi. Hỏng hết cả khoảnh khắc lãng mạn. Hình như tớ bị dị ứng. Bỏ ra. Thích thì chiến. Chà, cậu khỏe thế. Cậu tập gym à? Có gì hay sao? Không. Này, đồ gian lận. Thì sao? Để xem có gì. Được, cô đó. Cô tớ. Tớ chỉ được 2 bút giáp màu. Đúng là thất vọng tràn trề. Đưa đây cho tớ. Tại cậu hết nhá. Ghế sắp màu rồi. Tiếp theo chúng ta có một chùm nha. Đơn giản phải không nào? Vào việc đi. Vẽ nhau thì không phức tạp. Mình gặp vấn đề rồi. Mỗi thế này sao mà vẽ? Đừng có lấy cớ nữa. Tớ rất thích ăn nha. Mọng nước và ngọt. Ăn cả ngày cũng không chán. Bá cháy bọ chết. Cậu thấy thế không? Được thế thì còn gì bằng. Ngọt quá cơ. Mình phải nghĩ cách xử lý thôi. Mình đã có ý tưởng rồi. Mình sẽ dùng dao để cạo sáp màu. Mình sẽ để sáp rơi luôn xuống giấy theo hình tam giác. Rồi dùng ngón tay để tra nó. Mình sẽ tạo hình bầu dục trên sáp màu. Làm với toàn bộ hình tam giác, tạo ra các hình bầu dục. Trông giống hệt nha. Khi làm xong, mình sẽ thổi hết bụi sáp đi. Giờ thì dùng bút tô viền quanh nha. Các đường nét đều rất rõ. Mình phải cẩn thận để không làm lệch nho. Thế thì hỏng tranh mất. Mình làm từ trên xuống dưới. Vẽ viền thế này trông nổi bật hẳn. Nhưng chưa xong đâu nhé. Mình sẽ dùng bút trắng để tạo bóng sáng. Trông hết sức chuyên nghiệp phải không nào? Giờ thì đến cuống. Mình sẽ vẽ bằng bút nâu. Chà, trông tuyệt chứ này. Nè Luna, mở tranh ra trong 1, 2, 3. Thế sao nào? Wow, tranh của Chris rất ấn tượng đấy. Chà, cũng được. Nhưng Chris là người chiến thắng. Yeah, hết sảy con bà bảy. Tớ thực sự thắng sao? Tớ muốn gửi lời cảm ơn đến mẹ. Ôi trời, có nho ngon này. Mình sẽ thưởng thức nho. Ê xem nè Luna. Cũng may rồi, tớ cũng muốn ăn. Ồ, lại thấy có lỗi. Vậy thì chỉ còn một cách thôi, Luna. Tớ tặng cho cậu này. Cậu trêu tớ đúng không? Hey mọi người, tớ có trò mới này rất hay nè. Yeah, tất cả chúng ta cùng chơi đi.
Được rồi, vậy là mình chỉ cần vẽ một bức tranh trên lưng cậu ấy. Ok, mình biết cậu ấy vẽ gì rồi. Mình phải vẽ giống vậy. Oh, mình chắc chắn cậu ấy vẽ một trái tim. Ha, mình thích vẽ một cục shit, rất là vui luôn. Được rồi, để xem mấy bức tranh nào. Sao nó lại biến thành cục shit vậy trời? Wow, mình làm được rồi, chào mọi người. Có ai biết cô gái kỳ quặc đang đứng đằng kia không? Cô gái kỳ quặc á? Gì vậy? Cô ấy làm biến mất bạn của tụi mình rồi. Hai bạn là người mà tớ đang tìm kiếm. Để tớ ngăn cách các cậu già đã. Tỉa xét sao? Sao cô ấy lại làm thế? Yeah, nhìn được đấy. Xích đu này vui quá. Và thoải mái nữa. Tớ biết mà. Đợi chút. Xin chào. Có nhớ tớ không? Không hẳn. Chà, sao ta không biến sự thư giãn này thành thử thách vẽ tranh nhỉ? Cậu đang nói gì vậy? Chúng tớ phải vẽ cái gì cơ? Đây, tớ muốn các cậu vẽ con bọ rùa này. Ồ, nó xinh và dễ thương quá, đúng không Alex? Đây là cuộc thi, vậy nên đi thôi. Cuộc thi sao? Vậy thì tớ phải thắng. Cái gì vậy Alex? Ha ha, dáng chịu đi Gabi, chắc chắn tớ sẽ thắng. Đợi chút đã, cô ấy đi đâu rồi? Bắt được cậu rồi Alex, bắt được cậu rồi. Thả tớ ra, cậu giống con khỉ bị chập mạch ý. Ha, thoát khỏi cậu rồi. Hả? Ouch. Cái cào này ở đâu ra vậy? Ha, đi đứng phải nhìn trước nhìn sau chứ. Dừng lại Alex, nhìn kìa. Hả? Dây giày của mình, cảm ơn đã ngáp. Đây là cơ hội để mình chạy trước cậu ấy. Yay, mình vào phòng vẽ tranh trước rồi. Mình phải bắt đầu vẽ thôi. Ok, đã cột xong dây giày. Cậu đã lợi dụng chuyện tớ bị tuột dây giày sao? Wow, gì đây? Cậu đã vẽ được nhiều thế rồi cơ á. Chắc chắn mình sẽ thắng cuộc thi này. Chà, chắc là phải bắt đầu vẽ thôi. Mình có bút rồi. Đầu tiên mình sẽ vẽ một chữ A in hoa. Và giờ sẽ vẽ một vòng tròn quanh nó. Từ bên này sang bên kia. Con bọ nhỏ của mình cần cái đầu và đôi mắt. Không được quên vẽ râu nhá. Ok, tiếp theo mình sẽ vẽ phần thân. Mình sẽ thêm sọc. Và tiếp theo là đốm tròn. Yay, sau đó mình sẽ tô màu đen và phần thân màu vàng. Và dĩ nhiên, chúng ta cần lớp vỏ màu đỏ. Thôi nào, đủ lâu rồi đấy. Để tớ xem các cậu có gì nào. Ok, tớ sẽ cho cậu xem, như này. Còn đây là bức tranh của tớ. Yeah, không đẹp gì cả. Tớ không ấn tượng tẹo nào. Để tớ xem cậu vẽ thế nào nhé Alex. Wow, đúng là một bức tranh đẹp. Làm tốt lắm. Cậu là người chiến thắng vòng này. Yay, mình thắng rồi, mình giỏi nhất. Thua nhé Gabi. Đừng buồn quá mà. Wow, tớ tìm cậu nãy giờ. Trong này bốc mùi quá. Tất nhiên là phải vậy rồi, tớ đang đi toilet mà. Tớ có thử thách tiếp theo cho cậu. Tớ nghe đây. Tớ muốn cậu vẽ cho tớ một con rắn. Ok, tớ nghĩ tớ làm được. Có câu hỏi nào không? Không có câu hỏi nào hết. Cậu chắc chứ? Trời, thôi nào. Được thôi. Không tin được là chuyện này lại xảy ra. Mình chỉ muốn chút riêng tư thôi mà. Thật buồn cười. Đợi chút. Mình có giấy vệ sinh ở đây và một cây bút dạ. Vẽ rắn thôi. Wow. Cậu đây rồi. Tớ tìm cậu nãy giờ. Yeah, tớ ở đây và đang cố gắng làm việc. Nhưng tớ muốn cậu vẽ cho tớ một con rắn. Ok, yeah, tớ nghĩ tớ làm được. Ok, thời gian của các cậu đây. Vẽ con rắn đi nào. Phải bắt đầu vẽ thôi. Chỉ là một con rắn thôi mà, có gì khó đâu, đúng không? Wow, con rắn này dài ghê. Nhìn nó lắc lư nè. Cậu đang đùa sao? Đây là giấy vệ sinh mà. Không được. Bức tranh của cậu có gì vậy? Vừa kịp giờ luôn, mình vừa vẽ xong. Đây này. Ôi trời ơi, tôi nghĩ đó là con rắn thật cơ đấy. Một điểm cho cậu. Yay, mình đã có điểm đầu tiên. Chúng ta hòa rồi. Xảo cũng được, cuối cùng mình cũng được thoát khỏi cái toilet này. Nghe thấy không, cuối cùng tớ cũng được ra rồi. Được rồi, tớ phải đi đây. Hey, Gabi, nhìn con rắn của tớ này. Cô ấy cực kỳ ghét nó. Thật chứ, vì nó là một con rắn đẹp. Tớ thích nó đấy. Cậu thắng hoàn toàn xứng đáng, sao cô vẽ được vậy? Tớ chỉ cho cậu nhá. Ok, cậu đầu tiên phải bắt đầu từ một hình oval nhỏ trên cùng. Tiếp theo vẽ một đường lượn sóng từ đó đi xuống. Sau đó thêm đường nữa, nhưng dừng lại trước khi vẽ tới cuối. Tiếp theo, cậu cần vẽ phía bên kia của đường lượn sóng nữa. Ok, sau đó chúng ta sẽ xóa đường ở giữa đi và dùng bút mực đồ lên đường viền. Nãy giờ đây là bước dễ vẽ nhất đấy.
Xong rồi, tiếp theo vẽ bao quanh tất cả các đường cong bên trong. Sau đó thêm các đường thẳng. Đây là bên dưới con rắn. Đừng quên thêm mắt và mũi cho người bạn trơn tuổi của chúng ta nhé. Bây giờ có thể dùng bút chì để tạo bóng tối hơn ở phần rìa và mờ dần sang màu trắng ở giữa. Tớ hiểu rồi. Wow, Gabi, đẹp quá. Đập tay nào. Bộ phim này buồn cười quá. Hey, hai cậu, tớ tìm các cậu nãy giờ đấy. Thôi nào, tụi tớ đang bận xem phim cùng nhau mà. Thái độ gì vậy chứ? Nhưng mà, vẽ bức tranh tiếp theo đi, tớ muốn một bông hồng. Tớ quá mệt mỏi với cuộc thi này rồi. Đợi đã, thật ra mình có ý này rất hay. Đợi đã, Alex. Mình nghĩ tốt hơn là mình nên bắt đầu vẽ thôi. Đầu tiên mình sẽ vẽ một hình trái tim màu đỏ. Tiếp theo, thêm một số hình ngọn núi bên trong trái tim. Sau đó mình sẽ vẽ một đường cong bên dưới trái tim. Đây sẽ là phần thân của bông hoa. Và thêm một đường cho cánh hoa ở một bên nữa. Tiếp theo mình sẽ cần lá xanh. Dĩ nhiên rồi, nhìn đẹp đấy. Nhưng mình nghĩ nó cần thêm cành nữa. Một bông hoa xinh đẹp, thích ghê. Tôi cần một bông hoa ngay bây giờ. Được thôi, gặp tôi ở đây nhé. Hey, tôi có thể giúp anh. Tốt, tôi sẽ theo anh. Ok, tôi cần một bông hoa vì tôi phải vẽ nó trong một cuộc thi kỳ quặc. Tốt nhất là hoa hồng. Hoa hồng sao? Để xem bên này nhé. Có lẽ tôi có đây. Ở đây chúng tôi có mấy quả táo dễ thương. Chúng rất thơm đúng không? Anh bạn, táo không có tác dụng. Tôi cần một bông hồng hay ít nhất là một bông hoa. Anh có thể thấy một khoảng vườn mới ở đây. Ý là đi tham quan cũng vui, nhưng tôi vẫn cần bông hoa. Ôi trời, đúng là một bông hồng hoàn hảo. Đúng vậy. Tuyệt vời, tôi sẽ lấy nó. Được thôi, nhưng anh phải trả tiền. Dĩ nhiên. Nhưng nghe này, anh có thể nhắm mắt lại như thế này không? Anh ta nhắm mắt rồi, đây là cơ hội của mình, chuồn thôi. Hey Gabi. Wow, bông hồng cậu vẽ trông đẹp đấy. Cậu nghĩ vậy thật sao? Tớ khá hài lòng về nó đấy. Nó nhìn rất giống bông hoa thật, màu đẹp đấy. Nhưng, có vẻ cô ấy đã quay lại. Mình đã quay mặt sai hướng. Được thôi, các cậu có gì nào? Đây là bông hoa tớ vẽ, hy vọng cậu thích. Tớ thấy rồi, rất đẹp đấy, cậu có một điểm. Sao cơ? Thật chứ? Yay! Còn cậu Alex, chả tớ có một thứ còn đẹp hơn cả bức vẽ hoa hồng. Ôi trời, cậu lấy nó cho tớ sao? Đúng vậy, cho cậu đấy, đây này. Ôi trời ơi, tớ đồng ý. Mùi thơm quá đi mất. Những thứ tốt nhất dành cho cậu mà. Cho cậu thêm một điểm luôn. Yay, cảm ơn. Và nhớ gọi cho tớ nhé. Alex, tớ đang ngồi ngay đây mà. Có vẻ rắc rối rồi, mình phải đi thôi. Không tin được cậu lại làm thế. Gabi đợi đã, tớ làm thế chỉ để thoát khỏi cô ấy thôi. Xem này, tớ cũng có một bông cho cậu. Cậu mua hoa hồng cho tớ sao? Cậu rất may vì nó thơm đấy. Mình không ngửi thấy mùi thơm của hoa hồng nữa. Cái gì vậy trời, cậu ta lừa mình sao? Chả, nhưng thật ra đó là lỗi của mình. Mà tớ nói với cô ấy rằng cô ấy cần phải kiểm soát mọi chuyện nếu... Chào các bạn trẻ. Các cậu phải thấy gương mặt của các cậu lúc này. Nhưng vào việc thôi, đã đến lúc bắt đầu thử thách tiếp theo. Chụp này. Làm sao mà chụp được chứ? Chúng bay khắp nơi. Ok, bắt đầu vẽ thôi. Nhưng lần này cô ấy không nói chúng ta phải vẽ gì. Không quan trọng. Trời, bút chì của mình gãy rồi. Dùng một cây khác vậy. Cây này cũng gãy. Đúng là bút chì dỏm mà. Mình vừa làm móng xong, không nhặt được bút chì lên luôn. Gabi, chúng ta nên làm gì với cái này đây? Wow, Alex, nhìn rồi bút chì trên tờ giấy của cậu kìa. Tớ nghĩ tớ có thể làm gì đó với chúng. Thực ra tớ có một ý tưởng này rất hay. Mình chỉ cần lật bàn tay lại và để ruột bút chì lên móng tay. Mỗi móng một màu, dĩ nhiên rồi. Móng cuối cùng đây. Ta-da! Giờ đã đến lúc vẽ gì đó rồi. Yay, được này. Mình đã biến móng tay thành bút chì đủ màu. Không tin được là kết quả lại mỹ mãn như vậy. Móng tay bút chì, ai mà nghĩ ra chứ. Xong rồi, bức tranh của mình đã hoàn thành. Janice, mình... giờ mình ở đây. Được rồi, xem các cậu đã vẽ được gì khi tớ đi vắng nào. Đây là những gì tớ có được với đống bút chì gãy đó. Sao cơ, nó không phải là tranh luôn đấy Alex. Chỉ có 3 vòng tròn. Cậu thì sao Gabi? Tớ đã vẽ một chiếc thuyền buồm nhỏ trên biển. Tớ nghĩ nó khá dễ thương. Cậu nói đúng, dễ thương đấy. Một điểm cho cậu. Yay, mình thắng rồi. Cuối cùng mình có nhiều điểm hơn. Tưới nước cấp ẩm là rất quan trọng. Tớ đang muốn đổi kiểu tóc mới, có ý tưởng gì không? Sao cậu lại hỏi tớ? Nhuộm đen là xong. Mà này, sao cậu không thử nhuộm màu vàng ấy?
Tôi không bao giờ có chuyện đó đâu. Cô ơi, chúng em làm gì được ạ? Hả? Ừ nhỉ, để cô nghĩ xem. À, đúng rồi. Có muốn xem cô làm phép không? Bọ rùa lúc nào cũng dễ thương. Bay đi nè. Wow, bọ rùa nhỏ, xinh quá đi mất. Em giống như công chúa hoạt hình vậy. Wow, em cảm ơn. Giờ, còn em thì sao Mindy? À, cô nghĩ ra rồi. Kiểu gì em cũng sẽ thích nó. Quan, từ từ đã. Tránh ra. Nghiêm túc đấy. Cứ đậu trên vai chị nè. Hả? Chuyện gì vậy trời? Ok, chưa thấy chuyện này bao giờ. Úi giờ. Mình nhiều màu sắc. Không, không thích tẹo nào. Mau tránh ra ta ra. Tớ rất thích bướm bướm. Nhìn thôi đã thấy vui rồi. Suýt thì toi. Mình vẫn chẳng có gì cả. Mà chờ một chút. Mình thấy có cảm hứng với bọ rùa. Đừng sợ nhé. Em đứng ở đây nha. Đúng rồi. Tạo dáng đi. Có cảm hứng rồi. Mình sẽ vẽ một hình tam giác. Sau đó vẽ thêm các đường. Giờ thì vẽ một hình tròn xung quanh nó. Rồi vẽ đầu và hai sợi râu. Bọ rùa là phải có các đốm. Mình sẽ tô mực đen vào đốm. Chuẩn rồi đó. Giờ thì chuyển sang màu đỏ thôi. Cẩn thận tô xung quanh các đốm nè. Cố gắng đừng để bị trơm nhé. Màu đỏ thật tươi tắn. Phần thân mình sẽ có màu vàng. Vậy là xong. Bọ rùa của riêng mình. Đẹp quá đi. Cô thấy sao ạ? Em thì thấy rất đẹp. Wow. Cứ như nhìn vào trong gương vậy. Em khéo tay quá mình đi. Cô rất ấn tượng. Chúng mình sẽ trở thành bạn tốt nha. Ashley. Này. Hả? Gì thế ạ? Ui. Cô chờ em một chút. Em sẽ vẽ hình trái tim. Rồi vẽ một đường nối ra ngoài. Đây sẽ là đôi cánh của chú bướm. Tô màu đỏ tươi. Vậy là xong. Của em đây. Rất xinh phải không? Oh, wow. Đẹp lắm Ashley. Cô may mắn vì có học trò giỏi như các em. Tớ thích bọ rùa của cậu. Nghệ thuật có muôn hình vạn trạng. Điều quan trọng nhất là bạn có nguồn cảm hứng. Mẹ vẽ hay nhất của bạn là gì? Hãy cho chúng tớ biết dưới bình luận nhé. Đừng quên đăng ký kênh của chúng tớ để xem thêm nhiều video hay như thế này.